Xin chào, xin chào. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 và giờ này đã là 11 giờ 30 tháng 4. À, ngày 30 tháng 4. Ngày này hơn 43 năm về trước. À, hai chiếc xe tăng 390 và 380 gì quên mất rồi. Chiếc xe tăng 390 đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, đồng thời đánh dấu cho cái gì? Đánh dấu chấm hết cho cái là hả thể chế tay sai bán nước ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Ngày mà cái nhà nước chúa của cái mấy cái đám mà hả đám gì mấy cái đám công giáo chống cộng cũng bị sụp đổ. Nói gì vậy cho nó đúng, mà hễ cứ đến ngày 30 tháng 4 thì mấy cái tên là hả mấy cái tên là linh mục áo đen của nhà nước công giáo Vatican, những kẻ mà khi xưa cái nhà nước chúa mà chúng hằng mơ ước đã bị chính đó là hả quân giải phóng Việt Nam đã gì đã đạp đổ, cho nên ngày nay chúng nó mới cai cú như vậy. Cứ hễ mỗi lần mà đến là gì? Đến cái ngày mà hả 30 tháng 4 đó là chúng nó lại là quốc hận quốc nhục. À, chúng đòi phục quốc, chúng nó quốc hận và quốc nhục và chúng nó đòi phục quốc. Thực ra nó cũng đúng, đúng ở đây là đúng cái gì, tại vì khi xưa lúc còn Mỹ, Mỹ chống lưng cho chúng để chúng nó định thành lập nên cái nhà nước cái gì nhà nước công giáo, nhưng mà đáng tiếc là hả là mấy ông cơm sườn Bắc Việt á, không mấy ông vào là gì giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, không đồng thời là đạp đổ luôn là cái giấc mơ này thành lập nên cái nhà nước là hả công giáo của mấy cái gì của mấy tên là hả công giáo chống cộng, cho nên chúng nó cũng rất là cay cú. Không, mình nói thì mình phải thấy nói cho nó chuẩn là mấy tên là cái gì, mấy cái tên là hả công giáo chống cộng đó. Chứ mình nói là hả thiên chúa giáo chống cộng như vậy là mình mới là gì, mình mới là sai. Là sao? Là mày phỉ báng cái đức tin của người ta. Tại vì á, người công giáo họ có đức tin của họ, còn chúng ta những lương dân chúng ta cũng gì cũng có cái đức tin của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta nói, chúng ta phát ngôn thì chúng ta phải nói cho nó đúng, mặc dù bên công giáo có những tên linh mục và những cái giáo dân xấu làm ảnh hưởng đến là thiên chúa đạo thiên chúa à, hả, nói chung, nhưng mà nói chung đó cũng chỉ là những con sâu mà nó làm sầu rồi canh. Mình nói thì mình phải nêu đúng tên, gọi đúng cái gì đúng họ của chúng ra. À, con chào chú Vinh đó, để mình chửi, mình nói mình giặt mặt nó, chứ mình không thể nào lấy nguyên cái gì mấy cái là hả cái thiên chúa của người ta để chi, để mình chửi mình nói như vậy là sai, như vậy là chính chúng ta gì chính chúng ta là những người là phỉ báng và kỳ thị tôn giáo của người ta đấy, và như vậy thì lại vô tình là lọt vào cái là hả âm mưu của bọn chống cộng. À, đã nói là chúng ta là những lương dân gì là hả gây ra là hả mất đoàn kết giữa lương và giáo, chúng ta xúc phạm cái gì tôn giáo đức tin của người ta. À, nó có sẽ có cớ để cái gì để nó nói mình, bởi vì trong lời nói chúng ta cần phải nói cho nó đúng nó chuẩn như vậy. Thôi bây giờ vô chủ đề, bây giờ thì đã là 11 giờ 43 phút rồi. Thấy không, thì cái ngày này năm cái ngày này 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc xe tăng mang cái số hiệu 390 đã xông vào và húc đổ cánh cổng của Dinh Độc Lập, đánh dấu chấm hết cho gì cho cái thể chế tay sai bán nước ngụy quyền Sài Gòn, và đồng thời cũng đặt cái dấu chấm hết cho gì cho cái giấc mộng thành lập nhà nước chúa của gì của cái đám là hả chống cộng mang danh là gì mang danh công giáo. Vì vậy mà hễ cứ đến ngày này thì chúng nó lại gì? Rao giảng đạo nữa là hả nào gì quốc hận quốc nhục. À, người Việt Nam của chúng ta là lớn lên trong chiến tranh và được cái gì à, sống dung dưỡng trong chiến tranh và gì nuôi cái lớn lên cũng trong chiến tranh, ý có nghĩa là chúng nó bảo rằng chúng ta được nuôi lớn lên trong chiến tranh và thù hận, ý nó là như thế.
Nói chung ngày hôm nay là mình chém gió liên miên về vấn đề này. Mình sẽ chém gió về cái vấn đề là lịch sử ngày 30 tháng 4. Ngày gì? Ngày là hả, Mỹ phải cút và Ngụy phải gì, phải đu càn tột quần, đúng không? Và từ đó cho đến nay đất nước của chúng ta đã gì, đã là phát triển như thế nào, đời sống nhân dân của chúng ta như thế nào, để gì, để giật mặt cái bản chất của mấy tên linh mục ngáo đá, đúng không? Của gì, của giáo hội Công giáo Vatican. Ê, nói gì cho nó đúng, ở nhầm, phải nói là hả, của là gì, là cán bộ quốc danh nhà nước Công giáo Roma Vatican, vậy nó mới chuẩn mới đúng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thứ nhất, giữa nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhà nước Công giáo Roma Vatican, hiện tại bây giờ chúng ta với họ chỉ mới có quan hệ là gì, quan hệ ngoại giao song phương mà thôi, và giữa chúng ta và họ không có bất kỳ một cái văn bản ký kết gì về cái vấn đề là gì, các cán bộ mà ngoại giao của nhà nước Công giáo Roma Vatican sang Việt Nam là truyền đạo cả. Nên nhớ như vậy, giữa họ và chúng ta chỉ có quan hệ là song phương, chấm hết. Và trong một lần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được gì, được giáo hoàng mời sang đó là hả, thăm là hả, giáo hội là hả, nhà nước Công giáo Roma đó, à, giáo hoàng từng hỏi là Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng như thế này. Nhà nước Việt Nam sẽ có cách giải quyết như thế nào về các tài sản của là gì, của giáo hội là Công giáo Roma Vatican ở tại Việt Nam? Và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thừng rằng, thứ nhất, ở Việt Nam chẳng có cái tài sản nào của giáo hội Công giáo Roma Vatican. Những tài sản trên đất nước Việt Nam của chúng tôi, đất đai nhà cửa trên đất nước Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam, chứ không phải là tài sản là đất nước của giáo hội Công giáo Roma Vatican. Để nói lên một điều đó, để cho mấy cái tên là gì, mấy cái tên ngáo đá của giáo hội Công giáo Việt Nam nó biết như thế này: ở Việt Nam này tất cả các tài sản ở trên đất nước Việt Nam này thì là của người Việt, của đất nước, của là tài sản của nhân dân, hiểu chứ? Chứ không có tài sản nào của giáo hội, của Công giáo Roma hay là của giáo hội Công giáo Việt Nam cả. Các người đã có nên lầm tưởng cái vấn đề đó. Ê, hãy đất đai nào của nhà nước cấp cho các người để xây tu viện, nhà thờ, cái là các người hô hào đó là gì? Là đất đai của các người, của giáo hội Công giáo Việt Nam, của nhà nước Công giáo Vatican. Á chà, cái bản chất cướp của các người vẫn không có thay đổi à. Thì nhân cái ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông liền một dải, không? Thì hôm nay thôi mấy gà mình chém gió về mấy vấn đề là lịch sử ngày 30 tháng 4. Nguyên nhân là phải tụt quần cởi áo bỏ chạy của mấy bác là hả, cờ cứt bao ve rồi. Cho nên mình hôm nay mình sẽ đổi chủ đề đi. Hôm nay mình sẽ nói là sau ngày 30 tháng 4 á, thống nhất đất nước, kinh tế của đất nước của chúng ta cho đến bây giờ nó như thế nào, sau hơn 43 năm. Và đồng thời qua đây cũng lý giải một số, trả lời một số cái câu hỏi của mấy bác cờ vàng, ba sọc ở hải ngoại, là khi về Việt Nam á, nhiều bác á là chất vấn là gì, Đảng Cộng sản Việt Nam rằng á, khi ngày ba trưa ngày 30 tháng 4 khi chúng tôi là cất bước ra đi, chúng tôi đã để lại cho là hả miền Nam này cho chính quyền là hả cơm sườn bắc Việt á, coi như là tài sản này, cơ sở hạ tầng coi như là hoàn toàn nó nguyên vẹn. Mà thế mà tại sao đã hơn 43 năm rồi mà đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu và tụt hậu như vậy, vân vân và vân vân. Thì thôi mấy cái vấn đề mà từ sau những năm 75 cho đến giờ thì chùm sò nói chung nó cũng đã nói nhiều rồi, đúng không? Đó là dạch ti chi tiết luôn rồi. Nhưng mà nói chung thì đã gọi là cờ cứt ba sọc thì trong não của họ vẫn là gì, não trạng của là cứt và ba cây nhang cắm trong đó, không có thể nào thay đổi được. Cho nên mình có nói như thế nào thì cũng chẳng thông não được họ đâu, đúng không? Nếu như mà họ thông cái não của họ được á, thì hơn 43 năm qua không có dắt cái cờ cứt đó ra để mà suốt ngày là quất nhục, là quất hận, gọi gì, là ngày tháng tư đen, rồi là gì, đòi phục quốc, vân vân và vân vân. Tổ quốc ở đâu mà đòi phục? Quốc hận hả? À? Các người á, làm gì mà phải là quốc hận? Quốc hận gì, ngày xưa bị chính nhân dân nó đuổi các người đi á, các người phải tuột quần, các người chạy đi, nên là quốc hận. Không,
Hôm nay mình sẽ nói về cái thương vụ là đặc biệt. Đấy, sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 75, mà mấy thành phần đó là hả cờ cứt Ba Sọc cũng hay thường gì nói cái vấn đề này, đó là thương vụ 16 tấn vàng của gì của ông Nguyễn Văn Thiệu để lại đó, là được dùng làm cái gì. Đấy, và 16 tấn với 24 tấn vàng còn lại là 16, 30, 40 tấn vàng. Tổng số là 40 tấn vàng. À, 16 tấn vàng của ông Nguyễn Văn Thiệu được dùng làm cái gì? Thì hôm nay gửi luôn, thông tin luôn. Thì nói chung những cái thông tin về bài viết này thì có cả trên các báo ở lại là trong nước cũng như là cả nước ngoài cũng đều có đưa về cái thông tin của là cái thương vụ bán vàng 16 tấn này. Thì trên Tuổi Trẻ Online à, cũng có đưa loạt bài về cái việc điều tra là là 16 tấn vàng của ông Nguyễn Văn Thiệu có bị đem ra nước ngoài hay không, và 16 tấn vàng đó nếu còn ở Việt Nam được dùng làm cái gì, và cùng với 24 tấn vàng khác là chính quyền là cơm sườn Việt Nam đã dùng nó vào cái mục đích gì, vân vân và vân vân. Đồng thời qua đây là cũng để gì, cũng để là chọt vô cái mõm của mấy cái con mà gì, mấy cái con đốt Ba Sọc mà dân chủ bàn phím Facebook á, không chứ nó bảo rằng là 40 tấn vàng là của gì, của tổ tông cờ cứt Ba Sọc của chúng nó để lại đó, đúng không? Là mấy ông đó là cơm sườn Việt Nam này nè, đem đi ba gì, đem đi cho Tàu, cho Trung Quốc hết rồi, rồi là đem chia chác nhau hết rồi, vân vân và vân vân. Hôm nay để thông mõm cho chúng mày như thế này nè, đúng không? Đúng rồi. 40 tấn vàng đó, mấy ông cơm sườn đó, mấy ông lấy mấy ông chia chác hết rồi. Chia hết luôn, chia đến nỗi mà người dân đó, đúng không, người dân phải là gì, phải ăn là hả cơm khoai này kia sống đó, gì à, bo 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 nè à, đủ loại thế nè, sống qua ngày đó. Còn mấy ông cơm sườn thì sao, mấy ông hả mấy ông cũng phải ăn khoai ăn bo bo thấy mộ nội như dân vậy đó, đó ông chia chác hết trơn 40 tấn vàng đó, khổ quá. Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ông Lữ Minh Châu đã trả lời câu hỏi này. Nó đã được bán ra quốc tế trong tổng số là hơn 40 tấn vàng. Ngày hôm qua trong buổi live tôi có nói 40 tấn vàng để giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của quốc gia, trong đó có miếng ăn của người dân. Ngày hôm qua cũng đã có đề cập. Đến nay những người trong cuộc vẫn còn nhớ rất rõ cái thương vụ đặc biệt này, không? Nói chung qua cái thời đó thì á, những người mà sống qua cái thời đó, những năm 70, 80, thời bao cấp, cái thương vụ gì bán vàng này, họ là những người gì? Những người biết rất rõ, những người dân thời đó. Đây, một là qua cái kênh Liên Xô. Chuyến hàng đầu tiên rời Hà Nội ngày 1 tháng 12 năm 1979, số lượng 101 hòm, nặng 4.455 kg, có nghĩa là khoảng hơn là 4 tấn rưỡi, gần 4 tấn rưỡi. Sau đó là những hợp đồng giao vàng tái chế, vay mượn, cầm cố bán vàng với số lượng hơn 40 tấn và thu được hơn 500 triệu đô la. Đó là một đoạn trích phát biểu của ông Nguyễn Văn Dễ, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Vietcombank, được ghi lại trong cuốn Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Thì nói chung những cái bài báo này thì được gì, được trích lục ở trên báo nước ngoài, trong nước thì cũng có nhưng thích đọc báo nước ngoài hơn, tại em đọc báo trong nước cái khéo nó lại bảo là mình đang bưng bô nó khổ. Trao đổi trực tiếp với người viết, ông Dễ tâm sự sau năm 1975 Việt Nam rất cần ngoại tệ để giải quyết những nhu cầu cấp bách của quốc gia như mua lương thực, nguyên liệu, trả nợ quốc tế đến hạn phải trả. Cái này mới quan trọng nha, trả nợ quốc tế đến hạn phải trả, đó là nợ gì và nợ của ai, cái này mới quan trọng đó. Các chị có muốn biết trả nợ quốc tế đến hạn đó trả cho ai hay không? Cái điều này mới quan trọng. Nhưng mà thành ra thật ra thì mấy đám cờ cứt á, chúng nó đâu có dám đưa mấy thông tin này ra đâu, chúng nó đâu dám nói. Nó nói là gì, mấy ông mà hả chính quyền công sở Việt Nam mà đem hết 40 tấn vàng ra là hả cho Liên Xô nè, cho Trung Quốc nè, gì à, để gì để dân về cho dân cho Liên Xô, dân cho Trung Quốc nè, bỏ mặc người dân đối khác các kiểu bô lô ba la đó. Thì như tôi đã từng nói á, đề cập rồi, sau năm 1975 khi đất nước vừa bình thống nhất á, thực ra chúng ta vẫn chưa im tiếng súng đâu. Phải mất gần 2 năm sau chúng ta mới gì? Mới hoàn toàn là gì? Tạm gọi thôi.
tạm gọi là mới yên, ngưng cái tiếng súng trong nước để mà lo phát triển kinh tế đất nước. Thì lúc đó ở biên giới Tây Nam bè lũ tay sai là Pol Pot in Sari Đức được cái sự hà hơi tiếp sức của bọn đế quốc và bọn bành trướng Trung Quốc, chúng nó đã gây hấn ở tại vì biên giới, một dải biên giới Tây Nam của chúng ta, tràn sang biên giới giết hại đồng bào ở các tỉnh như là An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, vân vân và vân vân. Và đặc biệt đỉnh điểm cho những cái tội ác chúng gây ra đối với nhân dân Việt Nam của chúng ta đó là tại là Phú Quốc, bọn Pol Pot là Yên Sari đã giết hàng trăm đồng bào là người Việt Nam của chúng ta tại đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Còn đối với tại tỉnh An Giang, tại các xã như Ba Chúc, Lương Phi, Lương An Trà, vân vân, thì bọn diệt chủng Pol Pot đã giết hàng ngàn đồng bào của chúng ta, trong đó đặc biệt tại xã Ba Chúc, chúng giết coi như hoàn toàn không còn một ai sống sót. Tại xã Ba Chúc chỉ duy nhất sống sót có ba người, và đó là những người nhân chứng sống còn sống sót cho đến ngày hôm nay để vạch tội những tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot in Sari. Những cái nỗi đau của dân tộc của chúng ta vừa mới êm tiếng súng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chưa được hưởng hết hết cái không khí là hòa bình, thì đến lượt tập đoàn diệt chủng Pol Pot in Sari được sự hà hơi tiếp sức của ai? Của ai đây? Của chính là thằng bố Mỹ của chúng nó và bọn gì? Của bà già bọn bành trướng Trung Quốc. Nói rõ để cho chúng mày hiểu. Và chúng mày đừng có nên rào rú rằng dân Việt Nam thấy tà, thấy Trung Quốc. Tao nghe tao nói thiệt, tao muốn ỉa vô cái bản mặt của tụi mày. Tao nói thật. Cái chuyện đó nó xưa, chỉ xưa thì nó đã xưa. Bây giờ thì hòa bình thì làm ăn với người ta là chuyện bình thường. Nhưng nghe tụi mày ẵng cái câu đó tao nói thật, tao ngứa. Ngứa cái lỗ tai, tao phải chửi tụi mày, tao mới chịu. Bởi vì những cái thành phần óc chó ba sọc cực cức như chúng mày thì có làm được cái lợi ích gì cho cái đất nước, cho cái quê hương này đó, ngoài cái việc là chúng mày lên cào phím, sau đó chúng mày sủa, chúng mày ẵng hơn bốn mấy năm nay nhờ các bạn Facebook chúng mày mới lên đây, chúng mày sủa, chúng mày cào phím được, đúng chưa? Nếu như mà không có cái mạng Facebook này làm sao tụi mày lên đây tụi mày sủa, tụi mày cào, tụi mày ẵng, tụi mày nhăn lên được? Trời ơi, hèn quá, giả ác quá dân. Không bán nước cho tàu, theo tàu, vân vân, đúng chưa? Còn lũ cứt ba sọc chúng mày là sao? Những kẻ yêu nước, yêu dân, là chánh nghĩa, là cái cờ cứt ba sọc gì đó, vân vân và vân vân. Là sao? Là chánh nghĩa đu càng, tục quần, cởi áo, chạy rất là nhanh là lẹ đó, bỏ mặc nhân dân quê hương đất nước, bỏ mặc cả chiến hữu của mình ở lại, chẳng cần biết sống chết là gì, lo cho các bản thân trước cái đã, chuyện đó tính sao? Đúng chưa? Sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, không, đất nước chưa hết chiến tranh thì lập tức là gì? Thì cái thế lực đế quốc đó, là bành trướng đó. Đế quốc nào? Đế quốc Mỹ, bành trướng là bành trướng nào? Bành trướng Bắc Kinh Trung Quốc đó, không? Chúng nó vẫn không có thôi giả tâm là gì? Chia rẽ đất nước này, cho đất nước này vẫn tiếp tục chìm trong gì? Chiến tranh khổ hạnh. Đó, đúng cái ý chúng nó. Trong lúc đất nước có gì vậy khó khăn vậy, thằng cha Mỹ của chúng mày còn gì, còn cấm giận cái gì, còn cấm giận đất nước quê hương nữa, à, chiến tranh vừa xong à, quê hương đất nước bị tàn phá một cách là gì, nặng nề, hàng triệu người chết, hàng triệu người là thương tật, kinh tế đất nước chỉ là con số không tròn chỉnh, không còn cái gì cả. Đã vậy còn lại thêm là bị bồi thêm cái là cấm vận kinh tế quá tốt của thằng bố Mỹ chúng nó. Rồi sau đó thằng bố Mỹ của chúng nó lại hà hơi tiếp sức cho thằng gì, thằng bành trướng Trung Quốc, để chúng nó gì nuôi dưỡng thằng là gì, thằng con quan diệt chủng là gì, Pol Pot Israel đó, để gì, để những ông đó dùng thằng cái gì, thằng Pol Pot này là cái lá bài để sao, để tiếp tục là tấn công Việt Nam và tiêu diệt gì là hả chế độ là cộng sản của Việt Nam, lật đổ gì thể chế là hả cộng sản là non trẻ ở Việt Nam này. Ê, nhưng mà thật đáng tiếc rằng chắc có lẽ chúng nó đã quá xem thường những người lính gì, những người lính cộng sản, và chúng nó cũng đã quá xem thường là gì, quá xem thường nhân dân Việt Nam rồi. Đứng trước cái tình cảnh khó khăn chồng chất như vậy thì đảng và nhà nước với sự đoàn kết nhất trí một lòng của nhân dân đã vượt qua tất cả, đã diệt, đã dạy cho bọn gì, cho bọn diệt chủng Pol Pot in Sari đó một bài học thích đáng, không? Và đồng thời gì, tan cả bè lũ đế quốc và bành trướng gì, một cho chúng nó một cái bài học để cho chúng nó hiểu rằng nhân dân Việt Nam rất là nhân từ, yêu chuộng hòa bình và không hề muốn chiến tranh.
Nhưng mà bất cứ kẻ nào mà muốn đem chiến tranh đến cửa nhà của người Việt thì nhân dân người Việt Nam sẽ nhất tề đứng lên và đánh đuổi cho chúng nó phải cút đi, và sẽ dạy cho chúng nó một cái bài học thật là đích đáng. Và sau đó thì đến lượt Trung Quốc năm 1979, Trung Quốc với tên là gì? Với cái tên cầm đầu là Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố một câu rất hùng hồn như thế này. Sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Nhưng mà không biết là Trung Quốc sẽ dạy cho Việt Nam bài học gì. Bởi vì hơn 1.000 năm đó là hả, đô hộ của giặc Tàu đó, người Việt đã dạy cho là hả gì, người Tàu đó rất là nhiều bài học, đúng chưa? Và bây giờ đến thời của ông là gì, ông Đặng Tiểu Bình đó, tuyên bố một câu rất là hùng mạnh sẽ dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng mà không biết là sẽ dạy cho nhân dân Việt Nam bài học gì. Tại vì những bài học mà nhân dân Việt Nam đã dạy cho gì, cho các thế lực là hả bành trướng Trung Quốc á, có quá nhiều bài học, cho nên là nhân dân Việt Nam không biết là bài học nào. Và tuy là cuộc chiến là hả biên giới Tây Bắc nó diễn ra trong rất ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ hơn là 30 ngày, nhưng mà thiệt hại của nó lại là rất to lớn cho cả hai phía. Trung Quốc huy động qua để là xâm chiếm đất nước của chúng ta với hơn là 60 vạn quân, hàng chục quân đoàn và sư đoàn của mình để qua tấn công Việt Nam của chúng ta một dải khắp trên các tỉnh là biên giới phía Bắc. Nhưng mà cũng có một điều đáng buồn cho Trung Quốc như thế này, Trung Quốc huy động qua là một lực lượng gì, quân đội chính quy đúng không, tới 60 vạn, mà trong khi ở biên giới phía Bắc lúc bấy giờ chỉ có mấy cái quân đoàn là hả mấy cái sư đoàn và quân đoàn chủ lực là đóng ở phía Bắc mà thôi, còn lại phần lớn đều toàn là lực lượng địa phương, dân quân tự vệ và bộ đội địa phương. Nhưng mà họ đã cầm chân được người Trung Quốc hả? Trong một khoảng thời gian đủ để cho các sư đoàn và quân đoàn chủ lực đang ở tại là Campuchia đó đủ thời gian ra ngoài triển khai đội hình để tấn công này quân bành trướng Trung Quốc. Nhưng mà chắc có lẽ Trung Quốc đã làm đúng theo yêu cầu của Mỹ, đó chính là làm cho Việt Nam là suy yếu một phần, và đồng thời thấy được rằng nguy cơ là hả chưa đụng mặt với quân chủ lực nữa, là mà chỉ bị là hả bộ đội địa phương và dân quân tự vệ nó cầm chân thôi, còn thiệt hại nặng nề như thế nếu mà đụng trận với lại quân nó chủ lực chính quy là cái nữa thì quân Trung Quốc sẽ bị làm gỏi sạch thành xanh. Cho nên Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành xong kế hoạch mục tiêu của mình là nướng người cái gì trên chiến trường Việt Nam và rút quân về cái gì về nước ngay. Nhưng mà trước khi chúng nó cút đi chúng cũng không gì không chấp nhận cái thiện chí của chúng ta, đó là cho chúng rút đi trong gì trong yên bình, mà chúng nó vẫn tiếp tục phá hoại các công trình cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta, và phải mất mấy tháng sau thì chúng nó mới rút đi hoàn toàn, đúng không? Và gì và à nói đến vấn đề này tôi mới nhớ, bỏ luôn cả xác của những cái gì của những bạn chiến đấu của mình ở tại Việt Nam, không? Thời đó ở mà dùng biên giới Tây Bắc ở trên đó người ta có một cái gọi là cao cao, đó là cao gì, người ta đặt tên cho loại cao này là cao bành trướng. Cao bành trướng có nghĩa là gì, đó là một loại cao, nếu như thường nói đến cao thì chắc chúng ta cũng biết là như cao hổ cao này kia rồi đó đúng không, thì được là gì được nấu từ xương cao hổ rồi đó vân vân và vân vân. Còn cao bành trướng á, là nấu bằng cái gì, nấu chính bằng xương của bọn gì bọn sắt cái giặc mà hả quân bành trướng, nói cho các người hiểu. Ủa các người cũng đừng nên nói rằng là nhân dân Việt Nam của chúng tôi á, đúng không, người dân nó không biết gì về gì cuộc chiến là hả chiến tranh biên giới xâm lược là hả của Trung Quốc đối với đấy là hả đất nước của chúng ta, hiểu chưa? Những cái câu nói đó của các người quả thật là nó rất ấu chỉ. Người dân Việt Nam ai ai cũng đều biết đến cái sự kiện này, chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây Nam, tại vì những cuộc chiến này đã gây cho là gì? Đất nước của chúng ta những gì những cảnh quá đau thương. Chúng ta vừa mới hòa bình chưa được yên thân thì những gì những thế lực là thù địch đế quốc là bành trướng đã gì để tiếp tục là gây chiến tranh trên đất nước của chúng ta. Những người mẹ đã từng gì phải tiễn chồng tiễn cha ra chiến trường vào Nam chiến đấu thống nhất đất nước thì nay lại phải tiếp tục khóc lần nữa tiễn cha
tiễn cha, tiễn chồng, tiễn con lên đường làm nghĩa vụ quốc tế và chống quân là bành trướng xâm lược. Những tưởng sau ngày 30 tháng 4 đất nước của chúng ta sẽ được hưởng hòa bình, nhân dân sẽ chăm lo phát triển là đất kinh tế, xây dựng đất nước từ đống cho tàn, nhưng các thế lực thù địch chúng vẫn không nguôi cái âm mưu của chúng, đó là biến đất nước của chúng ta không lúc nào được là gì, độc lập, được tự do, được thanh bình mà hưởng cuộc sống thanh bình. Vì vậy để có được cái cuộc sống thanh bình ngày hôm nay, chúng ta phải biết rằng biết bao nhiêu xương máu của cha anh đã đổ xuống trên cái mảnh đất quê hương hình chữ S này, để ngày hôm nay chúng ta được hít cái không khí tự do, để ngày hôm nay ngày 30 tháng 4 để chúng ta được gì, để chúng ta được nghỉ lễ, được để gì, để chúng ta được có tiền, để chúng ta được đi chơi, để gì, để thoải mái, đúng chưa? Nhưng mà hiện nay cũng có những kẻ gì, chúng nó đang sống trong cái cảnh hòa bình thống nhất như thế này, chúng nó không muốn, chúng nó lại lên trên mạng, chúng nó rào rú ra ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, là ngày gì? Tháng 4 đen, là nỗi đau của dân tộc, là dân tộc này được nuôi sống và nuôi dưỡng bằng chiến tranh và lớn lên trong chiến tranh và cái gì, và cái tư tưởng là chia rẽ hận thù dân tộc gì đó vân vân và vân vân, của chính ai, của chính kẻ nào, của chính những kẻ ngày xưa chúng từng theo chân bọn xâm lược thực dân đó. Chúng đến cái đất nước này để làm gì, tiếp tay cho bọn thực dân nó xâm lược đất nước này một cách rất dễ dàng đó. Chúng đưa đường, chúng chỉ lối, chúng là gì, chúng chỉ điểm làm gián điệp đó, để gì, để xâm lược cái đất nước này, và sau đó chúng được gì, chúng được ăn trên ngồi rồi, chúng được gì, chúng được những cái đặc ân của gì, của là cái chính quyền thực dân đó, đúng không? Và cái chính quyền thực dân đó khi sang Việt Nam của chúng ta, họ khai sáng dân ta là gì, là những chiếc máy chém, những cái lực gì, những cái lực là xử dân ta rất là tàn khốc đó, đúng không? Và sau đó là xây dựng khai dân trí cho dân ta là gì, là những cái đồn điền cao su nè, những cái hầm mỏ nè, vân vân. Chúng được gì, chúng được xây dựng nên chính bằng xương bằng máu của ai, của ông cha ta, của ai, của dân tộc ta, của ai, của người dân nước Việt chúng ta đấy, để ngày hôm nay sống được trong cái cảnh hòa bình. Em chào chị Thông Nghe. Để ngày hôm nay sống được trong cái cảnh hòa bình như thế này, đúng không? Chúng nó được ăn sung, được mặc sướng, được tự do, được thoải mái, để chúng nó lên trên mạng, chúng nó rào rú rằng ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, là ngày quốc nhục, là cái ngày mà cái gì, là ngày gì mình quên mất tiêu nữa, thông cảm chị em gió miêu màng hay là quên. Là cái ngày mà cái gì, ngày mà mấy bác đó là mấy bác đó, nói chung là gọi là mấy bác chống cạo, mấy bác chống cộng khoác áo đen đó là cán bộ nhà nước là Vatican, mấy bác bảo là ngày mà cái nhân quyền, cái gì, cái quyền con làm con người đó không còn nữa, cái quyền con người bị chà đạp đó, vân vân và vân vân. Đúng như vậy, cái quyền đó là con người bị chà đạp, cho nên nó ngày 30 tháng 4 đó, con người được tự do, được thoải mái rồi đó, không, họ ra họ chào đón người gì, những chiến sĩ giải phóng quân, chứ họ đâu chào đón những tên tục quần đu càng đâu. Và trong đó lúc đó những tên tục quần đu càng nó mất tiêu rồi, chạy mất mẹ nó rồi, còn đâu nữa, đúng không? Rồi sau ngày 30 tháng 4 thì sao, các người chạy đi rồi, các người vứt lại một đống rác, nó đúng theo cái cả nghĩa đen và cái nghĩa bóng luôn nha các anh chị. Rác đây là rác gì vậy? Là súng ống, đạn dược, quân tư trang, vũ khí trang bị nè, súng ống á, quốc tùm lum đó, gác đó, gác nghĩa gì, gác theo cái nghĩa nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng là gì, bước lại đây là gì, hơn nửa triệu, 600.000 là gì, là ca ve, là rái điếm, không, hơn 1.200.000 là gì, là con nghiện. Để giải quyết cái vấn đề đó không thôi, ta nói nghe cũng tốn tiền bộn. Họ bảo rằng là để lại coi như là cơ sở hạ tầng ở miền Nam là hoàn toàn nguyên vẹn, mà hơn sau 4-3 năm rồi mà không có là không có phát triển gì ra được hết. Trời ơi, đúng thì ông đã, tôi nói rồi, đúng, tôi đâu có nói cái gì đâu. 40 tấn vàng đó là được cái gì hả, thời giá những năm 75 thôi, bán ra chỉ được hơn nửa triệu thôi là đô la đó.
5 trăm ô lộn nửa tỷ đô la chứ, lộn lộn nhầm 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 500 triệu đô la đó, đúng không? Vừa phải gì, chả phải dành riêng ra 19 tấn vàng để trả nợ cho thằng con quan đó là hả, Việt Nam Cộng Hòa đó, nghe mấy bác, mấy bác nói cho cởi 19 tấn luôn á. Bởi vì bố Mỹ của các vị kêu trả nợ nhưng mà không có tính thời giá những năm đó là sao đâu, mà bố Mỹ cái người đòi rất là khôn, thời giá năm 1975 145 triệu đô la, chưa tính gì lãi suất phát sinh trong giao dịch, chưa tính nghe 145 triệu đô la. Ai thông tin đó đâu vậy? Trên Chicago chi binh đó lên đó mà đợp, và vô trong gì trang của đại sứ quán Mỹ đó mà đợp đó, đưa thông tin đó vô đó mà đọc đi, thấm não nghe mấy thằng ba que chứ đừng nói tao chế, tao không thích chế. Ủa lộn, nhầm, tao không phải là bị xì gì, tao đọc mấy cái báo gì của mấy ông là hả, kênh sườn mấy ông nhờ sọ, tao không thích đọc nó, đọc nó và tụi mày nói tao bị nhờ sọ cho nên tao đọc của bố chúng mày không à, như là những cái bài nghiên cứu lịch sử điều tra gì đó, tất tần tật của các sử gia của các nhà viết sử của bố chúng mày tao đọc không à, vậy nó mới sốc. Chứ nếu mà đọc sử của mấy ông là cơm sườn chúng mày là bảo tao là bị nhồi sọ là đi bưng bơ nó khổ lắm, tại vì tao đây là hả, ba sọc chính tông rồi đó, cho nên tao chỉ thích là hả, tìm hiểu sử của bố Mỹ của tao thôi, chứ tao không thích là hả, tìm hiểu là sử của mấy ông là cơm sườn, tại vì mấy ông hả viết là hả, mấy ông ca ngợi tiên truyền xuyên tạc mấy ông dữ lắm, mấy ông nói là hả, tổ tiên là hả, cờ cứt ba sọc của tao xấu dữ lắm, cho nên là tao phải đọc của bố Mỹ nó mới chắc cú hơn, đúng không? Bố Mỹ của tao lúc nào là cũng sao, cũng là hả, nói ra sự thật và rất là gì, công bằng là khách quan, cho nên tao phải đọc của bố tao chứ không có đọc là hả của cơm sườn được, đúng chưa? Trong tổng số hơn 40 tấn vàng đó đó ha, thì có lấy ra 16 tấn vàng, là trong đó là 16 tấn, đó là 16 tấn đầu tiên là 16 tấn vàng của ông Nguyễn Văn Thiệu đó. Đó, người ta ở Việt Nam người ta hay gọi là 16 tấn vàng Nguyễn Văn Thiệu, là được bán gì, được xuất một phần sang là hả, Liên Xô đó để bán, tại vì lúc đó đem bán cho Mỹ, Mỹ nó đổ mùa đã nó cấm vận là nó làm gì nó mua được, cho nên phải bán cho ai bây giờ, chỉ bán được cho mấy cái nước là hả, xã hội chủ nghĩa Liên Xô hoặc là Trung Quốc và một số nước khác nữa đó. Để chi, để đổi ngoại tệ lại là hả, để giải quyết cái nhu cầu trong nước và đồng thời gì trả nợ cho thằng bố Mỹ chúng nó đó, không ông bà ta có câu nói như thế này nè, nợ thằng nào thì thằng đó trả, đúng không các anh chị? Mà thở này nợ thằng quỵt ngang cộng hành kia, mà thằng bố Mỹ nó lại bắt là chính quyền cơm sườn Việt Nam phải trả, mày phải trả nợ giùm cho thằng quỵt ngang cộng hành nó cho tao, rồi tao mới dỡ bỏ cấm vận cho mày, rồi tao mới gì, tao mới hả, bình thường quá quan hệ với mày, còn không là tao sẽ cấm vận mày hoài, tao không gì bình thường quá quan hệ với mày à, đúng không? Mãi đến năm 1995 đó là hả, sau nhiều lần thương lượng cái gì là hả, chính quyền Mỹ là yêu cầu Việt Nam phải trả nợ đi và phải trả đúng cái mức giá là năm 1975, các anh chị nghĩ đi, thương lượng tới mấy chục năm trời, tới tận năm 1995 trả 145 triệu đô la thời giá năm 1900 là hả 75, thì các anh chị nghĩ đi cái số tiền nó như thế nào. Đấy, 145 triệu thời giá năm 1975 chứ không chịu tính theo thời giá năm 1995 thì các anh chị nghĩ đi, tiền đâu mà hả, tới cái năm đó là bắt đầu hả, lãi suất này kia nó ra bao nhiêu nữa, trả gì trả gốc trả nợ là nợ gì? Trả nợ đầy đó nghe, là có nghĩa là trả tiền gốc tiền lãi phát sinh và tiền gì tiền mà hả, lời giao dịch đó bắt mình trả hết luôn à, công nhận bố Mỹ nó chơi khôn thiệt chứ, chơi kỳ quá, nó viện trợ cho tổ tông là cà cứt ba sọc của tôi đã hay sao lại đòi là hả, mấy ông cơm sườn này trả nhục quá vậy, vậy là nhục nhã cho là tổ tông đó, là hả, cà cứt ba sọc của chúng tôi quá, dù sao tổ tông của tôi vẫn là hả, quân lực hạng tư thế giới mà là chánh nghĩa quốc gia mà, thế đéo nào không lẽ chứ tổ tông của tôi là không có tiền để mà hả, trả cho là hả, bố Mỹ thì sao phải bắt cơm sườn trả giùm, trời như vậy là mất mặt tổ tông cỡ cất ba sọc của chúng tôi quá, đã thế là bố Mỹ còn chơi ác nữa, đưa lên trên báo là hả, báo chí này kia để nói nữa, trời ơi, như vậy thì thôi còn mặt mũi nào là tổ tông là hả, cờ cứt ba sọc của tôi nữa, chàng ơi nhục quá vậy. À, đi lại đã đi rồi bỏ lại có 40 tấn vàng, 40 tấn vàng nhiều quá nội trả nợ không hết, mẹ nó hết 19 tấn rồi, số còn lại dùng làm được gì giờ, bán ra hả, cũng chẳng được còn được bao nhiêu tiền nữa. Không đủ tiền để mua lương thực là hả, về nhập khẩu lương thực về Việt Nam nữa hả, để gì cho hả, nhân dân lúc này những năm đó là gì 70 nha, đầu những năm 80 đó hả, những trận là hả, lũ lụt ở miền Nam đó rồi hả, mất mùa đó
ngay cả người dân ở là thành thị, nhất là trên thành phố Hồ Chí Minh đây nè, thậm chí mà họ còn không có gạo ăn nữa, thì các anh chị nghĩ đi, người dân mình mà ở nông thôn nó còn khổ đến cỡ nào nữa, ở thành thị mà còn không có gạo mà chạy gạo ăn nữa thì các anh chị nghĩ đi khổ không. Ngay cả cán gì các cán bộ là hả của đảng cũng gì nữa, họ phải gì phải chạy ăn luôn đó. Chứ đừng nói chi là hả, người dân thường mình khổ tới cái đó đó. Nhưng mà có ai nói gì cái vấn đề đó không? Đợt quá, để mở quạt gió cái đã. Cái thảm cảnh những năm hả, là sau giải phóng đất nước còn chìm trong là gì, cấm vận và hả đói khổ đó, người dân là chạy ăn, ngay cả về cán bộ công chức còn khổ gấp trăm lần người dân nữa, chứ đừng có dẫn chơi. Đó là một cái sự thật, chính những người trong cuộc này, mấy ông tướng tá và sĩ quan gì sĩ quan ngụy đó, mấy ông nói thôi, giống nghe mấy ông là cơm sườn nói, nghe mấy ông cơm sườn nói mấy ông nói tốt, mấy ông không, mấy ông nói xấu tổ tông mình thôi. Ngay cả chính là gì, chính là một trung tướng là nguyên tổng trưởng gì quốc gia gì của ngụy quân Sài Gòn đó, ông nói tên là trung tướng gì tên Lợi, Lợi gì quên mẹ nó rồi. Ê, thật ra ta không đủ tiền mua gạo nuôi mấy anh em đi lắp hố bom nữa phải không chùm sò? Thật ra không phải đâu anh Trần Thanh Tâm ơi, phải nói gì nó mới đúng là anh Trần Thanh Tâm. Lúc đó thì nhân dân của chúng ta nè, đúng không? Rồi ngay cả cán bộ của đảng là gì, của đảng cơm sườn đó, mấy ổng gì phải chạy ăn chạy gạo thấy mụ nội đói khổ, ăn gì ăn độn bo bo rồi hả là bắp khoai, nó có mấy món đó còn đỡ khổ đó nha. Vậy đó mà lúc đó đó, đó ở trong mấy cái trại mà hả mà cải tạo đó, đó là hả anh Trần Thanh Tâm, trời ơi mấy cái ông mà hả anh gì sĩ quan của là hả ngụy quân đó là hả Việt Nam Cộng Hòa đó, trời ơi tôi tưởng đâu là mấy ổng được cái gì, mấy ổng là vua hay gì đó. Trong khi nhân dân đang đói khổ thấy mụ nội vậy đó, ăn hả gạo không có ăn phải ăn độn khoai bắp bo bo vô, còn mấy ông là hả mà cán bộ mà sĩ quan của gì của ngụy quân Sài Gòn đó, không? Mấy ổng là được ăn gạo trắng cá tươi mọi màng là đầy đủ không thiếu một cân nha, một ong một tuần, mỗi một ngày là hả cho là khoảng 1 kg gạo, thì một tuần là nhiêu, tuần khoảng là 7 kg đi, là đúng 7 kg không thiếu một cân, nói cho nó chuẩn như vậy. Đó không, nội của tôi chính là gì, là một cựu thiếu tá sĩ quan ngụy quân Sài Gòn cũ đó. Không, ông là hả chuyên là hả thông dịch viên kim luôn, là sĩ quan tác chiến đó. Đó đi ra học tập cải tạo đó, rồi sau đó thì sao, sau đó về đó về làm ăn nữa là hả sinh sống với gia đình. Và đến năm 1995 đó, sau khi ông sau khi đất nước bình thường hóa quan hệ với Mỹ đó, ông xuất cảnh theo diện HO sang Mỹ, ông cũng đâu bị chính quyền làm khó đâu, ông đi thở ông đi với đường đường chính chính đi đó. Rồi sau đó ông về Việt Nam Hà Rồng 2-3 năm, cái ông về thăm đất nước lần, rồi sau đó sao ông về đất nước đi để đi trồng găng nè, khám sức khỏe ở Việt Nam nè, chính ai nói chính ông nói chứ tôi cũng đâu nói phải là tôi nói đâu, khám chi phí và y tế Việt Nam đó. Đúng là Việt Nam vẫn còn hả, khó khăn, nhưng mà những năm mà là hả 95 97 98 đó, không là lúc ông về ông vẫn gì ông nói là đi về Việt Nam chi phí khám chữa bệnh ở Việt Nam quá rẻ hơn ở bên Mỹ, thậm chí là làm răng nó cũng rẻ hơn, đó là một cái sự thật. Và người gì chính những người Việt kiều người nước ngoài đó họ qua Việt Nam đó, đúng không, họ đi khám họ gì họ khám bệnh nó tại cả Việt Nam của mình, họ gì họ đánh giá là như thế. Chi phí hiện nay là cái vấn đề khám bệnh ở Việt Nam chúng ta đó là phát triển là một cái gần ngang bằng với quốc tế, và được nhiều cái tổ chức quốc tế như WHO người ta đánh giá, người ta xếp hạng chứ không phải là mấy ông cầm sườn mấy ông xếp hạng. À, thôi chúng ta quay lại chủ đề kinh tế một chút. Thì trong lúc đất nước vẫn còn khó khăn nha, vì bao quanh cấm vận như vậy đó ha, thì mấy bác tổ tông của tôi đó, rõ ràng người thân của tôi đây nè, rất nhiều sĩ quan nè, hạ sĩ quan binh sĩ rồi đó, ngụy quân ngụy quyền á, nhóc học tập cải tạo thiếu gì, nhiều người là toàn là tướng lĩnh cấp bự cấp tá trong là Sài Gòn cũ đó, vẫn đi học tập cải tạo đó, mà mấy năm mà đất nước bị là bao vây cấm vận như vậy đó, mấy ổng có bị là đối xử như là gì khắc nghiệt đâu,
có là bị đài ải, bị đánh đập, bị chối, rồi bị bỏ đói, bỏ khát, rồi bắt cái gì, bắt đi lao động khổ sai gì đâu. Tới đến đâu là ông khổ sai, tôi mới chợt nhớ đến ông gì, ông Quỳnh tướng gì, ông tướng à, ông Lê Minh Đảo, thấy không? Ông này lên sau khi thời gian học tập cải tạo ở Việt Nam á, tại vì cái thành tích là quá cứng đầu cho nên là phải cải tạo là hơi lâu dài một chút, rồi sau đó thì cũng gì được, cũng được là hả, thay ra tù, rồi sau đó thì được đi xuất cảnh sang Mỹ theo diện nhân đạo đó. Qua bên bển xong là lập tức quay gang như mấy cái đám là cờ cứt kia, quay lại chửi đất nước rất hăng nha. Nhưng mà bị gì, bị chính những là hả sĩ quan tướng tá khác ở Việt Nam này người ta dập mặt. Ta nói trong đó đặc biệt có một chuyện gì nè, cái vụ này thì hình như tôi nói đi nói lại rất nhiều lần, không, lúc mà đất nước đang đói kém như vậy đó thì, gạo á, thì cấp cho mấy ổng là không có thiếu một cân, thực phẩm tươi sống của mấy ổng cũng không thiếu luôn nữa, không, mà quân đội của chúng ta thì có cái truyền thống gì nè các anh chị, đó là thích là hả, tăng gia sản xuất để gì, để cải thiện bữa ăn, cho nên nó là cũng gì cũng dạy cho mấy ông là sĩ quan ngụy này nè đó, mấy ổng là tăng gia sản xuất là trồng trọt, nuôi chăn nuôi heo gà vịt cá, rồi hả trồng rau trồng củ này kia để chi, để mấy ổng là thêm vô bữa ăn của mấy ổng ăn á, vậy đó mà mấy ổng nói là bắt mấy ổng đi lao động khổ sai, đó không, đào ao cút đất trồng này trồng kia để làm gì, để là hết tạ để làm cái sản phẩm đi 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 nuôi mấy ông là hả mấy ông cán binh đó là hả cộng sản đó, đó để nuôi mấy ông diệt cộng đó, cho nên khi mà ông ra mấy ông không có làm, đứng cầm cây cuốc cầm à bổ xuống vậy nè, đứng cái ngoe ngoải chống nạnh nè, hút điếu thuốc, các anh chị tin không, đào, có cái lỗ bà lớn nè, cuốc mà hả gần một tuần lễ chưa được cái lỗ bà lớn, chống đối không làm, tại vì làm nuôi mấy ông cơ gì cộng sản Việt Nam không có làm. Cho nên tôi chửi cái câu chửi này, tôi mượn cái câu chửi của một người, bạn của mấy ông cán binh là hả cơm sườn á, gửi cho gì gửi cho mấy ông là hả mà tướng tá gì sĩ quan ngụy gì hiện nay đang á là hả bên Mỹ đó, mấy ông bảo rằng đi đào đất cuốc đất gì đó rồi bị là hả, tạo cái tài sản để nuôi mấy ông đó là hả cán binh đó là hả cơm sườn đó, nuôi cái chỗ nào hả, mấy ổng á một tuần mấy ổng á không được gì, không được là hả 3 kg gạo đó. Các anh chị nghĩ đi, một tuần mà chỉ có 3 kg gạo mà trong đó là gì, khoai bắp bò bò để mấy ổng gì, mấy ổng ăn đợm, còn mấy ông sĩ quan ngụy thì sao, gạo trắng cá tươi thịt heo đầy đủ sướng cha người ta, mấy ông sĩ quan ngụy ngồi đó ăn không, cơm trắng cá tươi thịt heo, còn mấy ông cán binh nó cơm sườn ngồi bên kia ăn hả là gì, là khoai trộn cơm bo bo trộn cơm, rau gì rau muống luộc chấm gì, chấm với hả muối gì muối đó, nói gì đó đúng ha, vì mấy ông nói là mấy ông là cơm sườn đó hành hạ đàn áp các ông đó là đâu đàn áp cho nào đó, ông đưa lý luận ra cho tôi nghe thế, mấy ông là đúng thắng là vua thua làm giặc. Thật ra thì những người cán binh ngụy nè, những người cán binh cộng sản họ đối xử với những người gì, những người lính ngụy đâu phải là đối xử với những tên giặc đâu, họ vẫn đối xử với những người này với những gì, những người dân đúng không, trong khi những cán binh cộng sản này họ ăn uống sao khổ cực, ăn độn khoai không đó, nếu như mà những ông cán binh cộng sản mà mấy ông gì, mấy ông mà ăn thịt ăn cá đúng không, mấy ông ăn hơn mấy ông sĩ quan ngụy đúng chưa, thì cái đó là đúng rồi, mấy ông là những kẻ thắng cho nên mấy ông gì ăn trên đầu mấy ông là sĩ quan ngụy là đúng, còn này mấy ông thì ăn gì khoai trộn cơm trộn bắp trộn bo bo tùm lum giống đó, không ăn chỉ được rau muống luộc hết, còn mấy ông là hả sĩ quan ngụy đi học tập cải tạo đi ăn cơm trắng hoàn toàn không có trộn bắp trộn khoai trong đó à, thịt heo thịt gà cá, nói cho nói là đó là nói đúng luôn nha, tại vì chính nội của tôi là gì, một sĩ quan ngụy đi học tập cải tạo về mà làm sao tôi không biết được, người thân của tôi là sĩ quan ngụy thiếu cha gì làm sao tôi không biết được hả, à, còn trong phân lộng này lại cào phím ngu nữa rồi không, mày cào cái bả thôi mày nhai mẹ mày, mày đi về thủ dâm mà mày nuốt luôn rồi mày, nghe mày nói đến câu đó tao chán chết gì được. Kêu mấy ông ra cuốc đất để tạo gì
cuốc đất trồng rau tạo thêm là hả bữa ăn cho mấy ổng ăn ngon thôi, cho mấy ổng chứ mấy ổng tự làm, mấy ổng tự nuôi, coi như là gọi là tự cung tự cấp mấy ổng, là mấy ông hả cắn bình là hả cơm sườn không có dính dáng gì trong đó à. À vậy đó mà ra cốt cái lỗ gì đó. Trời ơi, cái lỗ bà lớn, nó nói thiệt chứ các chị là tôi quán là tôi nó quá đáng bà lớn rồi nè à. Mà cố một tầng lễ một tầng lễ mà được cái lỗ bà lớn, cái câu nói mà hả cái gì cái ông mà cuốc còn thua cái lỗ của con chó nó nằm dễ chết chính là cổ mấy ông gì mấy ông sĩ quan ngụy chửi mấy anh cha mà hả tướng tá mà hả ngụy quân mà hả Sài Gòn đi gì đi định cư ở bên nước ngoài bánh quay lại bây giờ quay mõm chửi Việt Nam là nói lúc mà ở Việt Nam đó bị đi học tập mà cải tạo đó là thấy bị gì bị đề ải bắt đi lao động khổ chạy chính mấy ông chửi chạy chính chiến hữu của mấy ông chửi mấy chú của nó còn nói như vậy nè đó. Nếu mà lúc ở Việt Nam á phải không, tụi mày mà bị đàn áp bị đánh đập bị lao động khổ sai gì tụi mày đâu có mập mạp trắng trẻo á, và ăn trắng mặc trơn để lúc đi xuất cảnh ở nước ngoài tụi mày cái gì à, hả mập mạp như vậy đúng không, nếu như đàn áp tụi mày qua như vậy đó khủng bố tụi mày như vậy thôi bắn mẹ tụi mày chứ đi nuôi tụi mày làm gì cho tốn cơm không. Cái thứ nhất cái thứ hai đó đánh đập đàn áp tụi mày để làm chi, để tụi mày giờ cho tụi mày sống để tụi mày đi nước ngoài tụi mày chửi hả, để tụi mày vạch mặt lại kẻ tội ác cái gì đem tụi mày ra hấp chợ xử bắn mẹ nó cho rồi đúng không, vậy tụi mày sổ ngu thấy mẹ đi được bị chính mấy ông cái chiến hữu trong nước mà ông chửi cho trận te tủa nên mới quê cào có cái cào gì cuốc có cái lỗ đất mà thua con chó nó nằm chết nữa gân mỏ lên là chửi là bị là cơm sườn Việt Nam là hả mấy năm ở trong trại cải tạo là trường gì à, trường cải quấn chứ trường cải quấn là bị đánh đập hành hạ bỏ đói rồi bị gì lao động khổ chai lắm gà cốt cái lỗ đất mà lớn rồi thua cái con chó nó nằm chết rồi thôi quỳ lại luôn rồi người sinh năm Mão à, trước khi là hả mà chị phát ngôn ra câu đó để tôi hỏi lại chị cái câu đó luôn đi chị người sinh năm Mão chị thông não dùm cho em nghe luôn chứ tại thông cảm em là dân cu ly bốc xếp ở chợ cá dốt lắm chị, học nó lớp 3 em đâu có biết gì về mấy chuyện loại lọ nội tình đất nước đâu chị, dốt mà cho nên đâu có biết gì mấy vấn đề đó không. Đâu không chị bây giờ để em nói cho chị sinh năm Mão nghe biết gì nè không, thôi để mời chị lên nói cho em biết luôn đi chứ em mà méo biết đâu vậy nha, lên chị like chị thông não giùm em ơi, cảm dứt không biết nội tình đất nước giờ không biết nó sao đó chị đó, thật mà em không có biết tại vì cu ly chợ cá mà trời ơi, sống khổ lắm chị ơi, không biết là theo như cái ý em hiểu hiện nay là đất nước mình nghèo lắm chị, nghèo mạt nghiệp, đất nước không có phát triển, thua Lào thua Cam nặng lắm chị, đất nước mình bây giờ bị Trung Quốc nó chiếm hết trơn rồi chị, thiệt giờ Trung Quốc nó chiếm hết chị, không cần đến năm 2020 đâu chị là hả à, Việt Nam của chúng ta sẽ tận tỉnh Trung Quốc đó. Ủa, sao mà chị lên chị thông não gì em cái câu comment của chị mà chị từ chối rồi chị lên chị giải thích giùm cho em cái nội tình của đất nước đi chị. Thì trao đổi trực tiếp với người viết ông Dễ tâm sự sau năm 1975 thì Việt Nam rất cần ngoại tệ để giải quyết những nhu cầu cấp bách của quốc gia như là mua nguyên lương thực nguyên liệu về để vận hành các nhà máy của Mỹ, trả nợ quốc tế đến hạn phải trả, đó chính là trả nợ cho gì cho cái thằng con quan cờ cứt ba sọc ấy, đặc biệt là miếng ăn của người dân thiếu hụt đến mức là phải ăn trực tiếp cả hạt bo bo chưa kịp xây xác rồi loại lúa mì lúa mạch là phẩm cấp thấp nữa chị thấy không khổ, các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đều phải dành nhiều thời gian là chạy gạo cho thấy cái tình hình hết sức và khẩn cấp đó, thông tin đưa là hoàn toàn chính xác, để tháo gỡ các vấn đề này nội lực là hả nông nghiệp trong nước lúc ấy là không đáp ứng nổi, những năm sau là hả giải phóng chưa được mấy năm đó. Những năm là cuối những năm 70 và đầu những năm 80 thì hả thiên tai lũ lụt hoành hành làm cho nông nghiệp của chúng ta là bị ảnh hưởng rất là nặng nề, bởi vì là hả chúng ta phải nhận viện trợ là hả lương thực từ các nước xã hội chủ nghĩa lúc đó,
đòi hỏi phải trồng là há ra nguồn lương thực là há quốc tế, trong ra cái nguồn lương thực quốc tế, nhưng có mua nợ thì cũng phải trả, và lấy ngoại tệ ở đâu ra? Giải pháp khả thi bấy giờ là bán vàng lấy ngoại tệ. Tuy nhiên, thương vụ đặc biệt này hoàn toàn không đơn giản như nhiều người nghĩ, kể cả một số cán bộ cấp cao, bởi nguồn vàng của miền Nam thì có nhưng lại kẹt ở xuất xứ là của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là lại đang trong giai đoạn là cấm vận gay gắt của Mỹ, thì thử hỏi ai mà dám là hả liều mình là giao dịch với Việt Nam. Cuốn lịch sử ngân hàng ngoại thương thì ghi lại kho vàng lúc ấy như sau: ngoài số vàng không đáng kể của miền Bắc, đơn vị là tính theo tạ thôi, ngân hàng nhà nước đã tiếp nhận vàng của chính quyền Sài Gòn và vàng của các nguồn khác. Cơ cấu của kho vàng thì rất không đồng bộ. Vàng thỏi của Anh thì mỗi thỏi nó nặng khoảng 12,7 kg. Vàng thỏi của Mỹ thì mỗi thỏi nó nặng 10 kg. Các thỏi đều có mã riêng, nhãn hiệu, xuất xứ. Ngoài vàng thỏi còn có các loại vàng lá, kim thành, các loại vàng vụn, kể cả nhẫn, vòng, kiềng, vân vân. Ban đầu những người có trách nhiệm đều nghĩ đơn giản là ta có vàng thì đem bán lấy ngoại tệ mà thôi, chứ có gì đâu. Việc đó đâu có khó gì. Nhưng mà ngay tại phiên giao dịch đầu tiên có tính chất thăm dò với Liên Xô, các bạn Liên Xô cho biết hàng hóa trên thị trường vàng quốc tế phải là những thỏi vàng chuẩn của Anh, Mỹ hoặc là Liên Xô. Các loại vàng thỏi Anh, Mỹ có xuất xứ tại Việt Nam không thể tiêu thụ trên thị trường vì có quá nhiều rủi ro do chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã thấy, mặc dù chúng ta có vàng nhưng mà chưa chắc là đem ra nước ngoài bán được. Ổn chưa? À, chính sách cái chính sách hân thiện gì à, cái chính sách là của cái xứ thiên đường dân chủ đó, dành cho là cái gì, dành cho đất nước quê hương là Việt Nam của chúng ta đó các anh chị. À, nói chung là chính chủ đề hôm nay là mở, cho nên nó là ai có ý kiến gì xin mời cứ lên là chém gió thoải mái. Có gì là thông não tiếp là cho hả cu ly là hả bốc xếp chả cá này là có thêm được kiến thức chứ. Nói chung thì những tư liệu này thì hả được là hả viết từ ở ngoài là hả của các nhà hả phân tích là hả ở nước ngoài. Nhắc lại cái thế bí này thì ông dễ kể, Việt Nam và Liên Xô đã bàn bạc với nhau và thống nhất là phải tái chế vàng theo tiêu chuẩn của Liên Xô. Mỗi thỏi là 1 kg. Khoảng cuối năm 1979 thì theo lệnh của chính phủ và sự ủy nhiệm của ngân hàng nhà nước, Vietcombank ký với Liên Xô là các hợp đồng là tái chế vàng, vay mượn và cầm cố vàng và tiêu thụ vàng trên thị trường thế giới. Thì Liên Xô lúc ấy rất thân thiện giúp đỡ Việt Nam. Tôi bay sang đó thì liên tục và thường chỉ có món quà duy nhất là mấy cái chai nếp mới mà họ gọi là vodka Việt Nam. Ông dễ nhớ với phía Liên Xô là cung cấp các hòm thép tiêu chuẩn ngân hàng của họ. Việc chuyển vàng thì chở vàng thực hiện bằng máy bay thương mại của Liên Xô, nhưng quá trình thực hiện được bảo mật để hành khách không được biết là loại hàng đặc biệt này. Thì những kiện hàng bí mật trên Aeroglobe thì là người tham gia cái vụ nhiệm vụ này thì ở trong trong nước thì nguyên phó tổng giám đốc Việt Nam thì ông là Nguyễn Duy Lộ cũng không quên. Thì ông dễ thì phụ trách đó là hả đoạn ở Liên Xô, còn ông thì phụ trách ở trong nước chuyển ra. Thì nói chung là nó ngắn gọn thôi. Thì năm 1979 thì chở 40 tấn vàng đi bán để giải quyết khó khăn là khẩn cấp, là cấp bách để mua gạo. Nhưng mà năm sau thì năm 1989, Việt Nam đã nhập vàng về gấp 4 lần số chở đi bán. Và một đề xuất của Bộ Thương mại mà lúc ấy nhiều người cho là bị điên: Việt Nam xuất khẩu gạo. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái vấn đề là hả nhập vàng bán gạo. Đây đây là một cái chủ đề đó chứ, không 40 tấn vàng đem ra bán, phải bán tiệm gì, phải đi năn nỉ cầu xin cái gì cầu cạnh khắp mọi nơi, nhưng mà chẳng ai giúp đỡ để bán được, mặc dù là chúng ta có 40 tấn vàng để bán không ai mua, khổ gì đó, đúng không? Và chúng ta gì, chúng ta phải chơi hả nhà có Liên Xô họ giúp chúng ta, chứ nếu không là chúng ta thua rồi. Cứ từ từ thông thẳng đó, không cần gì phải gấp, cứ tình tình đi nào. Hồi nãy thì chúng ta phải đi gì
đi là tìm mọi cách để bán được cho được 40 tấn vàng để kiếm ngoại tệ gì nó lo hết cho vấn đề trong đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn cực khổ như vậy, nghe không? Mà không có ai mua hết trơn á trời, bố Mỹ thì cấm vận đó, khổ nhân dân đất nước của chúng ta không. Nhưng mà ngày nay chắc có lẽ là những kẻ sống trong cái thời những năm 70 80 đó, chắc có lẽ thế hệ 8x đời đầu và mấy cái đứa 9x đời sau chúng nó chưa có gì, chưa ném được bao nhiêu về cái đời, về những cái năm mà bị cấm vận đó. Cho nên bây giờ chúng nó gặp bố Mỹ, chúng nó ô bố Mỹ là chết hết chú, bố Mỹ là tuyệt vời nhất, bố Mỹ là vô địch, bố Mỹ là tất cả dân dân và dân dân, hãy đi theo bố Mỹ đừng nên đi theo Tàu Cộng làm gì vân vân. Bài gì bài Tàu là hưng Mỹ đi, bợ đất Mỹ đi, vậy nó mới tốt, đất nước mới phát triển lên được. Còn bợ đất Tàu là không có phát triển đất nước lên được đâu. Năm 1988, Việt Nam rúng động bởi thảm cảnh nghèo đói. Chính phủ phải đau đáu trách nhiệm chạy gạo cho dân ăn. Thế mà sang năm 1989, nông nghiệp Việt Nam như bước ra từ giấc mơ. Giấc mơ như thế nào? Thì chắc có lẽ những cô chú và anh chị, những người sinh những năm là 70, mình gọi là thế hệ 7X đời đầu, và những thế hệ 8X gì đời đầu, thì chắc có lẽ những người này họ sống rất là gần. Đây. Hơn 30 năm nhắc lại lý do nhập vàng sau khi phải vét ngân khố bán ra 40 tấn vàng. Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành trầm ngâm kể, cuối những năm 1980, Việt Nam lạm phát 780%, thực tế thì còn cao hơn nữa các anh chị. Lúc đó nhân dân chúng ta đói khổ đến mức nào? Người dân đói phải độn cả bò bò, rau khoai, tiền mất giá chóng mặt, miếng ăn thì đồng bào càng bị teo tóp lại. Tình hình này cứ kéo dài thế nào? Ông Thành kể cuối năm 1987, có cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng, Chính phủ chủ trình bày biện pháp là nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn. Về lương thực thì xuất Nam, nhập Bắc cho nhanh và giảm phí vận tải, xóa bỏ các trạm kiểm soát, ngăn sông cấm chợ, cho thị trường hàng hóa lưu thông. Đây là cái vấn đề là ngăn sông cấm chợ này là những năm bị bao cấp. Mà cái vấn đề này thôi để hôm khác chắc có lẽ phải dùng đến hôm khác mình thông não tiếp. Nhập khẩu và kinh doanh vàng để lấy vàng là làm kim bản vị góp phần là giảm lạm phát. Tôi vẫn nhớ sau 2 ngày thảo luận, nhiều giải pháp được thông qua, riêng chuyện nhập vàng bị áp lại. Nó làm nhiều người bất ngờ, kể cả một số cán bộ cấp cao Việt Nam. Việt Nam vừa phải vét vàng đi bán để trả nợ và lo miếng ăn, giờ lại bàn chuyện nhập vàng, có gì đó mâu thuẫn không? Tất nhiên mâu thuẫn, nhân dân lúc đó cũng mâu thuẫn. Mới phải gì, phải vét vàng đi bán thấy mụ nội đi nè, mà bây giờ tự nhiên lại nhập vàng về, quá vậy bộ dư tiền hay sao, trong khi là tiền không có, bây giờ đất nước đang lạm phát nghèo đói thấy mụ nội mà lại đi nhập vàng là một chuyện gùi mù. Lúc đó bị nhân dân chửi cũng dữ lắm á. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh kết luận hội nghị cũng không đá động gì đến vàng, những người khác cũng không có ý kiến gì. Hồi ấy nhiều người vẫn nghĩ vàng bạc là gì to tát, tư sản quá, có phù hợp cho nhà nước xã hội chủ nghĩa làm kinh doanh không? Thì tôi khẳng định có gì ghê gớm đâu. Họ còn kháng chiến chống Pháp, tôi biết một gia đình chỉ bán chầu cao ở miền Nam mà cũng mua giành được cả đấu vàng chôn gốc cây. Sau năm 1975 tôi vào chơi, họ vẫn còn giữ được 30 lượng vàng. Dân mình ai chẳng muốn có vàng phòng thân. Thật sự vàng là hàng hóa quan trọng và góp phần kiểm soát lạm phát đồng tiền. Này. Không nản chí, hôm sau ông Thành tiếp tục thuyết phục ông Phạm Hùng. Sau đó cả hai trình bày lại với ông Nguyễn Văn Linh chỉ 15 phút họp trong phòng riêng. Và ông Linh đồng ý. Ngay khi tiễn khách về, ông Linh còn nói với ông Thành, tôi với anh cùng với hai Hùng chịu trách nhiệm với Trung ương, Thành cứ làm nhưng không cần phổ biến rộng, để thấy về cái sự quyết đoán của là cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thì ông Thành bàn về bàn với Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Lữ Minh Châu, lúc ấy là chưa gọi là thống đốc, và định phân trách nhiệm là cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục làm. Tuy nhiên cuối cùng công vụ đặc biệt này được giao cho Bộ Ngoại thương do ông Đoàn Duy Thành phụ trách. Mọi thủ tục được tiến hành khá nhanh. Tổng công ty là xuất nhập khẩu kỹ thuật dầu khí Petrochem của Bộ Ngoại thương mở đường nhập chuyến đầu tiên, làm kinh nghiệm là 15 tấn vàng được đơn vị nhập về từ Hồng Kông. Món hàng đặc biệt này được chuyển trên chuyến máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp tư nhân xếp hàng đăng ký mua loại vàng thỏi này về chế lại vàng lượng để bán lẻ. Tỷ lệ lời lãi của chuyến kinh doanh này rất cao, nhà nước thu được là ngân sách
À, qua đây cũng là gì? Là cũng giúp là đất nước có thêm ngân sách và đồng thời là giúp là hả, tái phát triển đất nước vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Để đồng tiền gây lạm phát trên thị trường cũng hút bớt vào loại hàng hóa đặc biệt này. Thì các thương vụ kế tiếp được nhanh chóng tiến hành. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cử người ra Bộ Ngoại thương để xin là hả quota nhập vàng. Ở đó người ta gọi là quota đó các chị. Muốn nhập gì là phải có quota. Thì tôi còn nhớ trong khi miền Nam tranh nó kiếm sức nhập vàng thì miền Bắc chỉ có Hà Nội xin nhập 10 tấn. Tuy nhiên thủ tục vay tiền mở LC chậm trễ đến là 6 tháng mới xong và chuyến đầu chỉ có 900 kg vàng thỏi được chở bằng nó tàu biển từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng. Và chính ông là Trần Tấn là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo trực tiếp. Hồi ấy đường năm Hà Nội Hải Phòng lại hay bị cướp bóc và có vũ khí. Đội bảo vệ phải tính toán là đánh lạc hướng, một lộ trình vòng đặc biệt được thực hiện từ Hải Phòng qua Nam Định ra quốc lộ 1 để về Hà Nội. Đường xa hơn nhưng khó ai ngờ xe hàng đặc biệt như vậy lại đi thêm đường vòng. Ông Thành kể thêm là xe chở 900 kg vàng về đến Hà Nội thì đã giữa đêm phải tạm dừng ở ngay trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố trong sự bảo vệ chặt chẽ của công an. Sau đó chính ông Thành đã góp ý có gần 1 tấn vàng cứ cho vào xe quát quân đội chạy một mạch từ Hà Nội về Hải Phòng cho nó lẹ rồi gửi ngay vào ngân hàng, làm gì phải đường vòng cho người ta thêm nghi ngờ. Tổng cộng đến tháng 4 năm 1990, Việt Nam đã nhập khoảng 160 tấn vàng, không chỉ đem lại nguồn thu cho ngân sách mà còn góp phần quan trọng hạ cơn sốt lạm phát từ 780% vào năm 1986 xuống còn 67% năm 1990. Làn gió đổi mới phả đến từng cánh đồng. Cái tiêu đề của like này đã mang màu sắc miệt thị với cộng gì với đạo công giáo rồi, chứng tỏ đây chỉ là một cái thùng rỗng chẳng có kiến thức thực tế nào. À, mặc dù tôi không theo đạo hết nhưng mới đọc thôi cũng bức xúc rồi. À chà, vì bạn đọc xong mà bạn không xem nó là chứng tỏ bạn thuộc cái dạng là cào phím mười ngón không não. Bây giờ thì tôi mời bạn lên bạn nói với tôi đi chứ bạn đó mà ngồi cào phím làm gì vậy. À, bạn lên đây bạn loay bạn nói chuyện với tôi để tôi hỏi. Bạn ngồi đó bạn cào phím những câu bá ơi ức ơi gì đó khen mà nghe mệt quá vậy. Hồi cả nước còn chìm ngập trong đói kém, tôi có anh tài xế rất lém tranh thủ lúc sáng sớm, anh nói gì xếp hàng đi mua rau muốn cho vợ con ở Hà Nội, anh nó mua được một bó tiêu chuẩn lại vòng vây vòng ra sau xếp hàng để mua thêm bó nữa, mấy bà phát hiện là làng đây là những năm bao cấp khó khăn đây. Anh nói những thứ cào phím mười ngón thì cái gì thì cái thứ ngu thì nó vẫn ngu, cào ra gì cào ra theo cái kiểu là ngu học, bởi vì chỉ có những kẻ ngu những kẻ dốt thì mới thích hay cào phím ra những câu gì chẳng có biết suy nghĩ cái gì cả. Anh cười hề hề trả lời có gì đâu, tôi mua cho hôm nay, mua cho ngày mai, mua cho mai sau. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Lê Văn Chiết vẫn nhớ nhiều kỷ niệm buồn cười và khó quên như vậy, một kinh nghiệm máu xương cho dân tộc. Rồi để tôi nói lại luôn, cái tiêu đề của tôi ngày hôm nay là gì, ngày 30 tháng 4 là ngày thống nhất đất nước và ngày cũng là cái ngày gì, là cái ngày mà cái nhà nước Công giáo Vatican của gì của mấy tên chống cộng á, đúng không, nó còn bị sụp đổ theo đó, thấy chưa, đọc mà không biết động ảo. À còn nếu như bạn có thể cào ra được cái câu đó thì tôi cảm thấy bạn mới nên xem lại, đúng không, bạn hãy nên xem lại cái đầu của mình cái đi trước khi bạn hãy cào phím ra bạn nói câu đó, hiểu chưa, bạn hiểu chưa, các bạn sinh năm mão tôi đã nói với bạn rồi, tôi là gì, tôi là dân cu ly bốc xếp ở chợ cá, trình độ tôi học chưa có hết lớp 3, đúng không, tôi lên tôi nói những cái gì, đúng không, mà chính những cái báo chí và đài báo ở nước ngoài của người Pháp người Mỹ họ viết và họ nhận xét vậy gì vậy, chính cái đạo gì cái đạo Công giáo, hiểu chưa, chứ tôi không nói là cái đạo Thiên Chúa, tôi nói thế tôi lại quên hết luôn cả người Thiên Chúa tạo thế giới như là sai. À tôi nói rõ ràng mà đúng không, vậy cái đạo Công giáo của mấy tên gì mấy tên linh mục chống cộng đó và mấy đám gì mấy đám giáo dân mà hả chống phá chính quyền đấy, bạn có nghe và bạn hiểu rõ chưa đó. Còn nếu bạn ngu quá thôi bạn đừng nên cào phím nữa, ở đây có nhiều người lắm đúng không, người ta cũng có biết suy nghĩ chứ không phải là người ta không biết suy nghĩ, mày hiểu không.
Còn khi nào tôi kỳ thị, tôi nói ừ Thiên Chúa là gì gì nè, gì gì đó, rồi cái gì à, Thiên Chúa là làm này làm kia làm nọ vậy đó, sai à, như vậy là tôi sai à? Tôi đang xuyên gì? Tôi đang xuyên tạc và xúc phạm vào đức tin của người ta, hiểu chưa? Nếu tôi nói Thiên Chúa như này như nọ như kia, tôi đang xúc phạm với cái đức tin của người ta rồi. Ai cũng có cái đức tin, đúng không? Người theo đạo thì nó có đức tin của họ, còn người theo không theo đạo thì có cái đức tin của người không theo đạo. Tôi đâu thể nào đi chà đạp phỉ báng cái đức tin của người ta được. Tôi nói Thiên Chúa này Thiên Chúa kia như vậy là tôi sai, hiểu chưa? Còn đây tôi nói là nhà nước Công giáo Vatican nữa, đúng không? Cái nhà nước Chúa Công giáo Vatican có nhiều kẻ định dựng lên đó, bây giờ sụp đổ nên chúng nó gì, chúng nó tiếc, đúng không? Còn khi bạn cào cái câu đó, bạn hỏi tôi, bạn hỏi nên cái gì, bạn hãy nên hỏi lại cái đầu của bạn, bạn học bao nhiêu, bạn trình độ như thế nào, bạn cái gì cào phím xong ngu học quá vậy, thua cái thằng dốt nữa. Năm 1988, Việt Nam còn phải nhập nửa triệu tấn lương thực. Xã hội rúng động với những thảm cảnh nghèo đó như cái đêm hôm ấy, đêm gì ở Thanh Hóa. Chính phủ vẫn phải đau đáu trách nhiệm là chạy gạo cho dân ăn. Thế mà sang năm 1989, nền nông nghiệp Việt Nam như bước ra từ giấc mơ. Sản xuất được 24,4 triệu tấn lúa. À, ông Lê Văn Chiết lúc ấy là Thứ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, đến gõ cửa chính phủ xin xuất gạo. Chính ông Phạm Hồng hỏi: ông điên à, mới năm rồi còn nhập gần nửa triệu tấn lương thực cứu đói, sao năm nay lại xuất? À, bạn Hà Nam đất mẹ anh hùng, chùm sò nói như bạn như thế này, nãy chùm sò đã có nói rồi, đúng không? Mình chửi là mình phải gọi đúng tên, gọi đúng người, bạn không nên comment cái câu đó như vậy. Bạn làm như thế là bạn chính vì bạn đang xúc phạm vào cái đức tin của gì, của người ta. Rồi nếu như bạn comment cái câu đó như vậy, rồi người ta comment, người ta hả chửi là một cái câu mà hả ta chửi vào đức tin của bạn, của cái người mà bạn kính trọng, thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta không nên có những cái cách suy xử cư xử như vậy. Chùm sò luôn nói rằng những kẻ nào mà chúng nói gì, chúng nó làm xấu thì chúng ta gọi đúng tên, kêu đúng người ra chúng ta chửi. Chúng ta không nên làm như thế đối với cái đức tin của người ta. Còn về chính phủ giao bán 200.000 thùng dầu thô để lấy đô la nhập gạo về, các ông lo xong chưa? Bạn ơi, ông á, cái ông mà hả mà đức tin của họ, ông ta đâu có làm xấu đâu bạn, ông ta không có làm xấu, thấy không? Mà chính là những kẻ ở trong cái giáo hội Công giáo gì, Công giáo Vatican đấy, chính những kẻ làm xấu đó, để giết rao giảng làm những điều đó săn bậy đó, đó mới chính là những kẻ chúng ta cần phải lên án, nói như vậy. Còn nói chúng ta mà nói đến cái đức tin của người ta như vậy, chúng ta quấy, chúng ta sai, cái đó là chúng ta kỳ thị tôn giáo của người ta. Tại vì á, không có tôn giáo nào nó xấu, không? Nhưng mà cũng có gì, cũng không phải là nó không có xấu, chúng ta phải hiểu như thế. Trong một cái trái dưa hấu nó rất ngon, mà tự nhiên có mấy con sâu đục gì đó, mình đánh giá ngay là cái trái dưa hấu nó đã mục gì, đã hư hết rồi, không còn ăn được nữa. Nhưng mà mặc dù con sâu nó chỉ cạp có mấy cái lỗ thôi, chúng ta vạt bỏ những lỗ đó vẫn ăn vẫn ngon được vậy. Trái dưa hấu nói chung vẫn còn ngon đó, nhưng mà chúng ta vẫn đánh giá nó là gì? Vẫn đánh giá là trái dưa hấu đó đã xấu rồi, ăn không được. Tôi nắm tình hình bữa lúa miền Tây rồi, năm nay dư gạo ăn, mình xuất gạo dư lấy đô la nhập phân bón và các nguyên liệu khác, ông Chiết nói. Ông Phạm Hùng yên lặng rồi nói để xem lại. Bất ngờ ngay tối hôm sau, đích thân ông Phạm Hùng gọi điện kêu ông Chiết sang. Vừa thấy mặt ông Chiết, ông Phạm Hùng nói ngay: tôi nắm tình hình rồi, các anh lo xuất gạo đi. Nhiều chuyện như giấc mơ từ địa phương, các trạm thu mua mới năm trước còn quát súng AK ép dân làm nghĩa vụ bán lúa nhà nước. Sang năm 1989, dân là ùn ùn chở lúa tới bán theo giá thỏa thuận, nhiều đến mức trạm trưởng phải bỏ trốn vì không có còn kho để lúa gì để là dự trữ. Ông Chiết nhớ
1,4 triệu tấn gạo xuất đầu tiên được lấy từ Long An, Tiền Giang, An Giang. Đây là các vùng kinh tế mới thời bấy giờ đấy. Thị trường xuất là Philippines và một số quốc gia khác. Và giám đốc Sở Nông nghiệp An Giang thời kỳ này, ông Nguyễn Minh Nhị kể. Ông Nguyễn Minh Nhị sau này là lên làm đến là chức hình như là chủ tịch hay gì đó. Làn gió đổi mới xóa bỏ nền nông nghiệp tập thể đã lập tức phả đến từng cánh đồng. Nông dân được trả ruộng, trả máy cày, tự do mua bán. Sản lượng lúa An Giang từ 500.000 tấn năm 1976 tăng lên cả triệu tấn ngay trong cái vụ mùa năm 1989-1990. Nông dân được bán theo giá thỏa thuận, công ty thu mua không kịp, gạo An Giang góp phần ở ngay trong lô xuất đầu tiên. Và ngày nay An Giang là một trong những thị trường gì đứng nhất nhì ở miền Tây về xuất khẩu lúa gạo, và đồng thời cũng là cái gì tỉnh là hả sản xuất lúa gạo đứng hàng top nhất nhì cả nước. Giấc mơ ấm no thành sự thật xuất phát từ chính thực tiễn thúc đẩy đường lối đổi mới cùng với hàng loạt thay đổi tư duy điều hành kinh tế xã hội như bước ngoặt nông nghiệp đã giúp Việt Nam giả từ bo bo và chén cơm người dân đã đầy hơn. Kết thúc. Thì qua đây chúng ta có thể thấy rằng những năm sau vào giải phóng thì đất nước của chúng ta chìm trong đó là gì đói khổ như thế. Thì tất nhiên các bạn, trong tổng số mà 40 tấn vàng mà hả các cụ cờ vàng bao ve bỏ lại đó à, thì phải dành ra hơn là gần 200 triệu đô để trả nợ cho bố Mỹ của chúng nó rồi. Nhưng mà 40 tấn vàng đó nãy tôi cũng có nói rồi, muốn đem đi bán đâu phải dễ đâu. Trời ơi, cho đất hỡi, nước ngoài nước Mỹ thì nó cấm vận. Không, có ai dám giao dịch làm ăn với chúng ta đâu mà bán được, cho dù chúng ta có vàng nhưng mà đem ra bán không được. Nó không ai mua. Bởi vì vàng của chúng ta đó, người ta đánh giá là rủi ro. Đó. Rồi á, đi phải đem gì? Phải nhờ Liên Xô bán giúp. Ổng là tái chế cái vàng đó của chúng ta lại. Không. Rồi mới đem ra thị trường nước ngoài bán được, đóng mát cái gì của Liên Xô người ta bán giùm, chứ nếu không mà có vàng đi chăng nữa cũng chẳng bán được cái gì đâu, không ai mua, bị cấm vận của bố Mỹ chúng nó đó. Nhưng mà chúng nó nãy giờ vô đây thấy có chẳng thấy thằng nào dám cồm anh nói ừ thằng bố Mỹ nó tốt quá cấm vận Việt Nam như vậy 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 đó không đó, chính bọn nó nhờ bọn nó như vậy mà đất nước của chúng ta mới gì mới tụt hậu đó, mới lạc hậu hết bốn mươi mấy năm mấy chục năm chứ, mà đất nước của chúng ta mới chính thức bước ra mở cửa và làm ăn là hả với thế giới chỉ mới hơn 10 mấy năm nay thôi, mà bây giờ đất nước của chúng ta đã phát triển như thế này rồi, an sinh xã hội hiện nay đang gì mỗi năm là được thay đổi, lương của người gì của người là hả công nhân hiện nay cũng mỗi năm được gì nâng lên rất đáng kể, đời sống người dân hiện nay gì cũng đã gì đã được nâng lên rất cao. Các chương trình như là các chương trình về để mà thúc đẩy kinh tế nông nghiệp xã hội á, thì phải nói đến các đời là cố thủ tướng, nếu như cố là hả Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người gì là người là hả dỡ bỏ cái vấn đề là hả ngăn sông cấm chợ bao cấp lạc hậu đó để gì giao thương với nước ngoài đó, thúc đẩy kinh tế là ở trong nước bước ra nước ngoài. Thì nhắc đến một người nữa đó chính là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, mà nhắc đến cố thủ tướng Võ Văn Kiệt thì chắc chúng ta không ai không thể nào là gì không quên được những cái công lao rất to lớn của bác đối với là hả quê hương là hả miền Tây Nam Bộ cũng như là hả Việt Nam của chúng ta nói chung. Đó chính là những công trình để đời của bác. Thứ nhất, đó là đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc Nam, giúp cho là gì? Trong Nam này không còn bị thiếu điện để sản xuất, để sinh hoạt nữa, không còn bị cúp cảnh là cúp điện liên si miên nữa. À, đó là công trình để đời của bác của Bằng Kiệt nè. Đường dây á, truyền tải điện 500 kV Bắc Nam. Cái thứ hai là công trình là hả đào kênh thoát lũ ra biển Tây của bác. Lúc bấy giờ ở là hả An Giang hay Kiên Giang nói chung là các tỉnh miền Tây của chúng ta đó ha, thì á mỗi năm mà lũ về ở trên thượng nguồn thì sông Mê Công nó đổ về, thì chúng ta ở đây là cuối nguồn mà nó đổ về thì ngập trước tiên là các tỉnh đầu nguồn như là hả An Giang rồi Đồng Tháp rồi sau đó nó mới đến là hả Kiên Giang. Thì các anh chị biết lúc thời bấy giờ nếu như ai ở miền Tây thì mới biết được cái cảnh ngập nước là đến 3 tháng trời, 3 tháng, 3 tháng mấy có khi là 4 tháng, tại vì nếu như trên các tỉnh đầu nguồn á, mà nước nó rút xuống rồi á à, thì các tỉnh ở dưới cuối nguồn á vẫn chưa rút, phải mất có thì gần cái tháng mấy rồi 2 tháng sau nó mới gì nó mới là hả rút khô hoàn toàn, lúc đó mới bắt đầu rút nước là xả lúa à. Mà nhiều nơi các vùng đó là kinh tế mới như là vùng Tứ Giác Long Xuyên Đồng Tháp 10 chẳng hạn, và một số khu đó là ở kinh tế mới lúc bấy giờ đó à, vẫn còn thì đất thì rất là rộng nhưng mà
lại bị cái tình trạng là ngập lũ lụt nè, rồi bị đất đai thì bị nhiễm phèn mặn nè. Từ cái chỗ đó bác quyết định là phải đào kênh là thoát lũ ra biển Tây để tháo chua rửa mạ gì rửa phèn ở những vùng đất là kinh tế mới là một. Cái thứ hai nữa là gì, là đê bao các khu là sản xuất lúa trọng điểm để gì, để an ninh lương thực cho quốc gia. Ở An Giang bắt đầu là được đắp đê và người dân ở trong các cái khu sản xuất nông nghiệp mà gọi là đê bao khép kín đó, thì người ta sản xuất một năm coi như là quanh năm luôn, sản xuất là liên tục liền vụ không ngừng. Sản lượng lúa của tỉnh An Giang là đứng hàng top nhất nhì, hiện nay đang cạnh tranh với An Giang là tỉnh Đồng Tháp. Hai tỉnh này là đang cạnh tranh nhau rất là gay gắt về cái top là một chỉ số là sản xuất lúa gạo. Và hiện nay An Giang cũng là một trong những tỉnh có rất nhiều các doanh nghiệp là tư nhân trong cái lĩnh vực là xuất khẩu hàng nông thủy sản, như là tập đoàn Lộc Trời của là An Giang, rồi công ty là bảo vệ thực vật của An Giang, chuyên xuất khẩu là các mặt hàng nông sản gạo cao cấp ra là thị trường nước ngoài. Và hiện nay thì tập đoàn này đang là hướng đến là chuỗi là sản xuất là các loại là nông sản mà chất lượng cao ra các thị trường nước ngoài. Rồi tiếp đó nữa là phải kể đến những cái công trình khác của là bác Võ Văn Kiệt nữa, trong đó có việc là nghiên cứu là giao cho là trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu ra một số giống cái giống lúa mà gọi là giống lúa chống cứu đói, như là nghe nhớ là cái giống lúa gì IR 504 504 đó các anh chị, chính là cái giống lúa này năm đầu tiên mà trồng thôi là các khu là công ty mà thu mua lúa gạo hồi đó của nhà nước đó là không còn chỗ để chứa vì cái năng suất của loại IR 504 504 này giá trị của nó là năng suất nó rất cao, thời gian trồng thì rất ngắn nhưng mà năng suất rất cao. Trong năm đầu tiên là Việt Nam nó bội thực về là lúa gạo luôn, và những năm theo tiếp theo sau đó là diện tích được mở rộng và Việt Nam chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm từ một nước vẫn còn là nhập khẩu là nhận viện trợ của nước ngoài về lương thực, và Việt Nam đã chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm đã trở thành là quốc gia xuất khẩu gạo và xuất ngược ra nước ngoài, và hiện nay là đứng top 1 thế giới về là xuất khẩu gạo, đứng hạng nhì thế giới về chất lượng, chỉ thua Thái Lan về chất lượng. Và hiện nay top 3 nước xuất khẩu gạo đứng hàng đầu cho thế giới là Việt Nam, là Thái Lan và Ấn Độ. Không biết có pha hình như là sai. Chắc có thể là cập nhật hơi hơi, hơi bị hớ. Các anh chị thấy nếu như mà sau giải phóng rồi, đúng chưa? Mà Đảng và nhà nước không gì không mà có gì một cái gọi là những cái chính sách gì đó gọi là an sinh xã hội để phát triển kinh tế lo cho người dân, thì các anh chị hãy nghĩ xem thì đất nước này sẽ như thế nào. Đó, những năm mà bị gì, những năm còn bị bao vây cấm vận của chính bố Mỹ đó, vẫn chưa là dỡ bỏ cấm vận đấy đó. Mà Đảng nhà nước đã có tìm đủ mọi cách là phải phải làm phát triển, ưu tiên phát triển là về nông nghiệp trước, để chi, để là ổn định là an ninh lương thực lo cho cái ăn của người dân trước. Và cái giống lúa IR 504 504 là chính là gọi là cái giống lúa cứu đói, và hiện nay người dân gì, người dân quen gọi giống lúa IR 504 504 á là giống lúa cứu đói đấy. Tại vì sao? Tại vì những năm mà trồng cái giống lúa này á, năng suất nó rất là cao ngắn ngày, mà năng suất thì phải nói khỏi chê đi, bởi vì Việt Nam chỉ trong vòng đầu năm đầu tiên đã dư thừa gạo chúng ta xuất ra nước ngoài đấy đó. Và ngày nay thì người nông dân của chúng ta vẫn không bỏ cái giống là lúa IR 504 504 này, mặc dù là nó là gì, nó hiện nay nó đã thối hóa rồi và nó gì, nó cũng đã không còn là ở nước ngoài ta cũng không muốn chuộng cái loại gạo này nữa, tại vì nói chung á năng suất rất cao, kháng sâu bệnh, nhưng có cái nhược điểm là gạo của nó hơi cứng, chất lượng gạo nó không cao, cho nên nó là nước ngoài giờ ta không ăn nữa, Philippines cũng không ăn. Hiện nay chúng ta chỉ có thể là dựa bán rồi đem nó là viện trợ nhân đạo cho Campuchia, ở lộn cho bên là châu Phi. Thậm chí trong những năm là đất nước giữa chúng ta, những năm là gì, những năm 89 và những năm gì đầu những năm 90 đó, đất nước của chúng ta đó còn đem gạo gì viện trợ cho các nước bạn nữa, như Triều Tiên nè, Cuba, rồi một số nước ở châu Phi nè, và nhiều nước ở châu Á mà nữa đây nè. Gạo của chúng ta gì đã đi khắp thế giới, làm nên cái tên tuổi là gì, hạt gạo Việt Nam của chúng ta đó. Rồi xong tới vấn đề đó không, sau khi đào kênh là thoát lũ ra biển Tây,
nông nghiệp chúng ta được cái gì, được phát triển hơn, xuất khẩu gạo kiếm được ngoại tệ về đất nước rồi hả, kinh tế chúng ta dần dần đi lên đó không, thì đảng nhà nước còn những cái gì, còn những cái công trình khác nữa không. À, đường thì sao, đường hiện nay thì đã mở ra, và điều đặc biệt nói đến đường thì chợt nhớ đến là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng à, với chứ các công trình đó là hả, nông thôn mới là của bác đã làm ra, là hả, nông thôn từ đó là hả, thành thị cho đến nông thôn là hiện nay là hả, ta nói nghe phát triển đồng đều y như nhau. Và điều đặc biệt đó là đảng và nhà nước luôn dành mọi nguồn lực về là phát triển ở nông thôn, kéo là hả, phát triển ở nơi thành thị là ngang với lại nông thôn, đó là ngang bằng nhau, là cái tỷ lệ mà giàu nghèo ở Việt Nam của chúng ta là bị thu hẹp, đúng không? Hiện nay ở nơi thành thị á, nhà cao cửa rộng, đúng không? Nhà cao tầng cũng có, mà ở nông thôn với các tỉnh bây giờ cũng có nhà cao tầng, nông dân bây giờ có xe là hả, bốn bánh lái vèo vèo, đúng không? Đường hiện nay thì đường đó là ngoài các đó là hả, đường đó là nhựa hóa ở các tuyến đường lớn ra, thì chương trình là hả, nông thôn mới nhựa hóa nông thôn đó, của đảng và nhà nước đó đưa đến tận cả những nơi vùng sâu vùng xa. Hiện nay ở vùng nông thôn cũng có cả đường nhựa, tệ lắm là đường bê tông đó, đường bê tông thì có thể dẫn đến những nơi vùng sâu luôn đó, vùng nông thôn bây giờ là có hết, ra khỏi cái cả cái cổng nhà chút thì đường bê tông, ra khỏi cái đường bê tông chút thì tới đường nhựa, nói liền với nhau, không có gì, không có nơi nào mà không có đường. Ngoài xây đường á, hiện nay thì xây cầu, và hiện nay con nghe cây cầu ở tại là Vàm Cống Long Xuyên thì nó sắp sửa là hả, hoàn thành rồi, cho nên là từ nay có thể thấy là từ miền Tây của chúng ta đi thẳng lên tới thành phố, rồi lên tới ra tới ngoài Hà Nội mà hiện nay là coi như đã liền, không bị đứt quãng gì, qua sông thì phải lị phà, bây giờ muốn qua sông thì đi gì, đi cầu Mỹ Thuận nè, đi cầu Vàm Cống nè, đi cầu Rạch Miễu nè, hiện nay đã được gì nói thông hết trơn, và sắp tới đây nó sẽ là một cây cầu nữa, cây cầu đó được bắt ở trên là Trà Vinh, nói hai liền là hả, Trà Vinh với lại Bến Tre, đây là một cây cầu cũng khá lớn đó. Nghe nói là trị giá đâu cũng mấy ngàn tỷ đồng Việt Nam đấy. Ơi, xem ra mấy ông nhà nước này mấy ông gì, mấy ông lấy tiền thế của dân ra để gì, để làm cầu hết nữa rồi, mấy ông là chia chác tiền thế của dân nữa rồi. Thì qua đây chúng ta cũng thể thấy là điểm được lại rằng từ những năm sau ngày giải phóng 30 tháng 4 cho đến nay, đất nước của chúng ta gì, những năm đầu á, những năm đầu 80 thì đây là cuối những năm 70 và đầu những năm 80 thì đất nước của chúng ta đã chìm trong đói khổ như thế nào, thì bởi gì, bởi sự bao vây cấm vận và chiến tranh gì, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt bởi các thế lực thù địch đế quốc và bọn bành trướng Trung Quốc, chúng ta đã thấy rồi. Và từ những năm 90 trở đi thì sao, những năm 90 trở đi thì lúc này đất nước của chúng ta tạm thời đã bước qua cái cơn bị cực đói khổ, nói chung là đời sống là người dân của chúng ta cũng là gì, cũng khá khá lên rồi, nhưng mà đến năm 1995 sau khi là hả, sau nhiều năm thương lượng với là hả, chính quyền của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, thì Việt Nam của chúng ta và chính phủ Mỹ đã đi đến thống nhất là hả, Việt Nam sẽ phải trả món nợ đậy của gì, của cái đám là hả, ngụy quyền Sài Gòn, với tổng số tiền là 145 triệu đô la, chưa tính là hả, lãi gốc phát sinh giao dịch vân vân, là thời được tính theo cái thời giá năm 1975. Như vậy có nghĩa là pha, nếu chưa tính đúng là 145 triệu thì cái tổng số vàng 16 tấn đó là không có đủ, nó hơn 19 tấn, và chưa kể đó là lãi rồi cái phí mà hả, giao dịch đó là tất cả đều do gì, đều do chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trả cho phía Mỹ, có nghĩa là Mỹ nó không tốn gì, nó bắt mình trả hết. Ông bà ta có câu thằng nào dai thì thằng đó trả, cớ sao thằng Việt Nam Cộng hòa ngụy quyền Sài Gòn nó dai mà thằng bố Mỹ của chúng nó lại bắt Việt Nam nó là trả, vậy hóa ra là cái bọn gì, cái bọn ngụy quyền Sài Gòn này bố Mỹ chúng nó đâu coi là hả, một cái nhà nước, một cái chính thể và gì, bố Mỹ chúng nó đâu công nhận bọn nó đâu, đúng một cách gì, đúng chưa? Nếu như mà bố Mỹ chúng nó là công nhận cái bọn cái gì cờ cứt bao que này là một cái chính thể, một cái chính quyền gì đó vân 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 vân, nếu như nó được Liên Hợp Quốc thì thế giới công nhận gì đó, được mấy trăm quốc gia gì đó công nhận đó, đúng không, thì nó bây giờ nó có thể tự trả nợ cho bố Mỹ nó chứ, đúng chưa? Thế tại sao bố Mỹ nó lại bắt mấy ông gì, chính quyền là cơm sườn Việt Nam phải trả giùm cho là bố con tụi nó ta, cái này tôi hơi tâm tư quá. Đất nước của chúng ta chính thức phát triển vào gì, những năm 2000 trở đi là bắt đầu gọi là cất cánh và bước vào giai đoạn là tăng tốc cho đến nay là năm 2018.
các cơ sở hạ tầng mọc lên đến nỗi nhanh quá tốc độ đô thị, đường giao thông nó phát triển theo không kịp, kéo theo đó là gì, là ùn tắc kéo dài cục bộ ở tại là thành phố Hồ Chí Minh như chúng ta đó. Mà nhiều năm nay là đảng và nhà nước đang phải là gì, điên đầu là để là phát triển cho kịp là cơ sở hạ tầng là giao thông, để mà kịp với cái tốc độ mà phát triển của là đô thị và cơ sở hạ tầng ở tại là thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Cần Thơ và các tỉnh khác nữa. Hiện nay cái GDP đầu người bình quân ở tại Việt Nam chúng ta đó, có anh chị có thể nào cho cái con số nhanh được không, tại máy chụp sọ không có thể tra cứu là Google được. Các anh chị cho cái con số GDP Việt Nam chúng ta hiện nay là hơn 90 94 triệu dân rồi à. Hiện nay hàng nông sản mới là của Việt Nam gồm như là thế mạnh ở tại miền Tây của chúng ta là gì, là lúa, cá tra, tôm sú, tôm càng xanh, xuất khẩu rồi nông sản, trái cây vân vân, xuất ra là hiện nay là hơn 100, là hơn không phải tới 100, 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, xuất cả sang Mỹ, châu Âu, Brazil, châu Phi. Nhưng mà có cái khổ này nè, những năm đầu sau khi là mở cửa thị trường làm ăn kinh tế với Mỹ, chúng ta nhập cá tra nè, ba sa sang Mỹ nè, và nông sản sang Mỹ nè, bị Mỹ nó đánh cho thế là chống bán phá giá, làm người nông dân chúng ta là nhiều người phải phá sản điêu đứng. Bố Mỹ của chúng nó cũng từng tốt quá à. Nhưng mà bọn sổ lá bà que chúng nó lại mừng húm, cho chúng nó ủng hộ việc cấm vận đó chống bán phá giá đó với người nông dân chúng ta. Rồi sao hiện nay thì đất nước của chúng ta ngoài xuất những mặt hàng đó ra thì hiện nay chúng ta gì, xuất khẩu về các mà sản phẩm khác như là tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp hiện nay chúng ta cũng đang rất phát triển. Bằng chứng là hiện nay các khu công nghiệp á, nếu như trước đây các tỉnh như là Bình Dương, tương lai nhà nước, bắt cầu từ Hà Tiên đến đảo Phú Quốc để kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam giải phóng, đó cũng là ngày giỗ của Việt Nam Cộng Hành lần thứ 50 tưng bừng luôn. Thì hiện nay những cái cầu khó xây dựng nhất đó chính là giờ cầu Vàm Cống mà hiện nay nhà nước còn làm được. Nói chung là mấy cái cầu đó bình thường đó, chả có gì cả. Thậm chí là bắc cầu qua biển hiện nay là nhà nước cũng đã làm rồi. Thì về cái cầu bắc ra từ Hà Tiên mà ra tới Phú Quốc thì chắc cũng chẳng có gì là phải khó khăn cả. À, đất nước của chúng ta hiện nay đã phát triển là giàu có như thế này, kinh phí để làm những cái vấn đề đó đó. Thì chẳng có gì mà chúng ta không làm được. Thu nhập Việt Nam đạt 3.000 USD một năm, ok man. Như chùm sò đi, đi làm công nhân thôi, tháng có nhiều đâu, tháng làm 8 tiếng, ngày làm 8 tiếng, tháng làm mới là 28 ngày, thì một tháng khoảng là 5 triệu, trừ chi phí ra một khoảng 2 triệu, còn 3 triệu, thì hiện nay nói chung là cũng khá, khá. Đó là đóng, sau khi đóng bảo hiểm hết rồi. Làm chìm chìm 8 tiếng thôi mà tháng coi một năm thì chính ra cũng gần 10 triệu rồi. Tính ra cũng cũng đạt tiêu chuẩn rồi đó. Hôm nay 30 tháng 4, trong lúc là nhiều người dân đang gì, đang là tưng bừng đi chơi, đi lễ giỗ này kia các kiểu, thì ở đâu đó trên mạng Facebook hiện nay đang thấy có mấy tên là gì, mấy tên là cờ cức ở là Ba Que Sổ Lá ở đâu, ở là bên cái xứ Cà Ly Phọt gì vậy bển, tụi nó đang tổ chức cái ngày là cất hận, cái ngày quốc nhục. Cái tháng tư đen, đen tối của chúng nó. Cứ hận là tại vì ngày xưa nó bị nhân dân đánh cho phải tột quần cái áo chạy đi nhanh quá. Chạy vãi cả cước luôn đấy. À, ngày cái gì? Ngày tháng tư đen, tháng tư đen tối là tại vì sao? Tại vì cái giấc mơ mà thành lập nên cái nhà nước Chúa của gì, của một số tên là công giáo mà chống cộng cực ngu đó, đã tan thành mây khói. Cho nên là gì? Cho nên là chúng nó tháng tư đen đưa với chúng nó quá, cái giấc mơ đó thành lập nên một cái nhà nước Chúa đã gì, đã tan thành mây khói bởi chính gì, bởi chính mấy cái ông cơm sườn Việt Nam này. Cho nên là gì, cho nên ngày cho đến ngày nay chúng nó vẫn cay, vẫn cú đó, chúng nó rất cay cú gì ngày xưa gì đó, cơm sườn Việt Nam đã đuổi, đã đánh đuổi bố Mỹ của chúng nó đi, không cắt luôn cái bầu sữa của bố, của gì bố dành cho gì cho chúng nó mất đi hết đặc quyền đặc lợi, cho nên chúng nó cay cú. Không? Bây giờ sống với chế độ cơm sườn thì phải gì cũng phải như là những cái đạo khác, phải gì, phải nằm gì, phải chịu gì, chịu trách nhiệm trước pháp luật, không có đặc quyền đặc lợi gì chứ. Anh đạo nào anh không cần biết, anh cũng vẫn phải bị xử lý gì trước pháp luật.
cho nên sao nó phải cai cú rồi, tức quá mà. Thời tao đi theo Pháp đó, theo Mỹ tao được đặc quyền đặc lợi, không? Tao làm quan làm thầy làm tướng làm lĩnh, tao đã gì, tao đã sống trên đầu cha của thằng khác không à. Bây giờ mấy ông cơm sườn vô, mấy ông đánh đổi bố Mỹ của tao đi, đem hết cái gì đặc quyền đặc lợi của tao hết rồi, giờ tao gì trở lại là những người là bình thường, không có đặc quyền đặc lợi gì hết cả, không cây cúi được. Cho nên bây giờ sau hơn 4-3 năm rồi, những vẫn còn nhiều tên vẫn gì vẫn cứ hận quốc nhục. Tháng tư đen, tháng tư là hả cái gì, ngày 30 tháng 4 là người gì bên thắng cuộc là tổ chức ăn mừng gì chứ, là hả cái nỗi đau gì của dân tộc đó. Rồi dân tộc này là sống trong là gì chiến tranh, là lớn lên bằng chiến tranh, nuôi dưỡng bằng chiến tranh gì đó, vân 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 vân, cái chia rẽ hận thù dân tộc gì đó, vân vân đầy các kiểu. Rồi hiện nay mấy nhà là hả mấy nhà cán bộ là hả linh mục quốc danh của nhà nước Công giáo Vatican đó, không? Còn gì à, còn là suối con chiên ra là chặn quốc lộ nè, chống chính quyền nè, với những cái hình ảnh phải nói rất đẹp. Các là các linh mục Công giáo Vatican thì các ngài không có khoác áo đen, áo thùng rộng áo đen, các ngài giao giảng chính trị là cho con chiên của mình thôi mà. Chứ các ngài không có giao giảng là bình đẳng tự do bác ái của là Thiên Chúa, không? Mà mấy vị cán bộ là hả linh mục là hả nhà nước Công giáo Vatican này á, thì các vị là tím luôn cái danh Chúa, đúng không? Lời của cha là hả lời của Chúa nói, đúng không? Các con là thấy cái gì? Phải là hả nghe lời là hả là cha, nghe chưa? Lời cha là hả cha nói là lời của Thiên Chúa nói đó. Các con mà chống cha là chống lại Thiên Chúa, đúng không? À, tím luôn danh Chúa, bởi vậy nhiều á là giáo dân ta gọi gì à, cha Chúa, tại vì cha cha hiện nay cha cha cao hơn cả Chúa, à, là cha nói ra mà các con chiên mà gì mà dám chống á, cha bảo là hả. Cha bảo là sao, cha bảo nếu làm gì à, con mà chống lại cha là con chống lại Thiên Chúa, cha tím danh Thiên Chúa, không? À, lời của cha là lời của Chúa, không? Nếu mà các con mà chống lại lệnh của cha, chống ý Chúa thì cha cắt phép không công, cấm các con đi nhà thờ, không? Cha kêu các con quyên góp là các con phải quyên góp, chưa, các con quyên góp cho cha là chắc con quyên góp cho Chúa. Mà học sinh đi học thì các cha tìm mọi cách ngăn cản, các cha nói là hả đi học làm gì, không? Muốn đi học á, mà muốn không có đóng tiền, các cha muốn kêu con chiên là học thi vân vân và vân vân. Rồi con tôi cũng quỳ lại mấy cha linh mục này luôn. Dân Nam Bộ trong miền Tây mình khác nha, nếu mà làm ảnh hưởng kinh tế của họ là họ bực lên là họ đè họ quýnh luôn á, cái vô đó mà chăng hiện nay. Hiện nay nói chung thì thôi ở chỗ tùm sò mưa chắc có lẽ đến đây phải dừng được rồi. Xin chào mọi người nha.